Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 881, Nghị quyết của Dược Vương Cốc. Nghe những lời này, viên hỗn thiên trầm tư suy nghĩ, lát sau mới nói tốt. Ý kiến này rất hay. Cậu tên là gì? Thưa cụ tổ, tôi tên là Viên Sùng Long. Người đàn ông trung niên vốn có vóc người cường tráng, giờ phút này lại khom lưng cung kính giả giả vâng vâng. Rất tốt, rất tốt nhà họ viên có con cháu như cậu quả thật là một điều may mắn to lớn cho nhà ta. Viên hỗn thiên cười nói, gật đầu lia lịa, trên mặt đầy vẻ tán thưởng. Sau đó, cụ ta nói, nếu đã vậy thì bây giờ tôi tuyên bố, từ nay, viên sùng long sẽ quản lý nhà họ viên, trở thành gia chủ mới. Cụ ta vừa dứt lời, không gian yên lặng như tờ. Viên sùng long ngây người tại chỗ, mãi lâu sau cũng chưa phản ứng kịp không riêng gì ông ta đám người ngồi bên dưới đều là nhân vật cốt cán của nhà họ viên trên mặt họ cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc cái chức gia chủ của nhà này cứ quyết định tùy ý vậy sao sao thế cậu không muốn à giờ phút này thấy viên sùng long cứ ngây ngẩn viên hỗn thiên trầm giọng hỏi không không phải tôi đồng ý ạ à. viên sùng long chợt phản ứng lại lập tức uốn gối quỳ trên mặt đất vừa đập đầu với viên hỗn thiên vừa hô to, cảm ơn cụ tổ đề bạt và dìu dắt, viên sủng long nhất định sẽ không phụ lòng cụ tổ, nhất định đưa gia tộc nhà họ viên đi đến đỉnh cao huy hoàng một tôi bằng lòng dùng tính mạng mình, cả đời này chỉ sống vì nhà họ viên. Ha ha ha, viên hỗn thiên vừa ha há, nói tốt lắm, đứng lên đi. Bắt đầu từ bây giờ cậu chính là gia chủ mới nhậm chức của nhà họ viên. Cụ ta vừa dứt lời, viên sủng long cũng đứng bật dậy khoảng khắc đó, khí thế trên người ông ta cũng trở nên sắc bén. Giã tâm ẩn nấp trong lòng viên sùng long bây giờ cũng bắt đầu bùng phát. Mọi người trong nhà họ viên vội vàng đứng dậy, không người tung hô, hoan nghênh tân gia chủ tiếp nhận nhà họ viên. Viên sùng long nhìn đám người nhà họ viên ngay trước mắt, một lần nữa giấu kín con tim đầy giã tâm, chắp tay không người cười nói, mọi người, sau này còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn sau đó là một phen trò chuyện tâng bốc và nịnh nọt. Viên hỗn thiên cất lời, sùng long, chuyện võ đài sẽ giao cho cậu. Trong vòng 7 ngày, tôi phải dùng đầu của tiêu chính văn để làm lễ truy điệu cho thiên kiệt và năm vị trưởng lão đã mất. Vâng, thưa cụ tổ, sùng long sẽ sắp xếp việc này. Viên sùng long cung kính đáp. Nhưng vừa dứt lời, hộ vệ trông cửa liền bước nhanh vào, báo cụ tổ. Người của thiên tử các đến thiên tử các. Viên hỗn thiên nghe thấy vậy, chân mày cao lại, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo đại cán, chậm rãi đi vào đại sảnh nhà họ viên, liếc nhìn viên hỗn thiên đang ngồi trên cao, hơi khom người nói, thưa cụ tổ nhà họ viên, thiên tử có mệnh lệnh. Nghe thấy vậy, mọi người trong đại sảnh nhà họ viên, bao gồm viên sùng long đều vội vàng khom lưng quỷ gối chỉ riêng viên hỗn thiên vẫn còn ngồi trên ghế như cũ. Một lát sau, viên hỗn thiên mới đứng dậy, đi đến bên cạnh người đàn ông mặc áo đại cán, hơi cúi người, nói thiên tử có mệnh lệnh gì vậy? Người đàn ông mặc áo đại cán nói, thiên tử truyền lời, trong vòng ba tháng, nhà họ viên không được phép ra tay với bác lương và tiêu chính văn. Nếu nhà họ viên dám không tuân theo sẽ bị coi là kẻ phản quốc phản quân. Vừa dứt lời, trên mặt đám người nhà họ viên đang quỳ dưới đất đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nghi mắt viên hốn thiên cũng nhíu lại, sắc mặt hết sức khó coi. Thiên tử lại ra tay can thiệp vào chuyện này. Sắc mặt viên hốn thiên xa sầm trong lòng tuy bất mãn nhưng vẫn chắp tay đáp, viên hốn thiên nhận lệnh. Người đàn ông mặc áo đại cán kia cũng gật đầu, rồi xoay người rời khỏi nhà họ viên. Sau khi người đã đi khuất, Mọi người trong nhà họ Viên mới đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ, mắng cụ tổ. Thiên tử khinh người quá đáng, dựa vào đâu mà lại yêu cầu nhà họ Viên ta không thể ra tay với Tiêu Chính Văn trong vòng 3 tháng chứ? Không sai, thiên tử bất nhân thì đừng trách nhà họ Viên chúng ta bất nghĩa. 3 tháng đồng nghĩa với việc cho thằng nhãi Tiêu Chính Văn kia có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức 3 tháng. Nghe những lời mắng chửi đầy tức giận và bất mãn của mọi người, sắc mặt viên hỗn thiên cũng hết sức u ám. Cụ ta giơ tay lên, trầm giọng nói, im miệng. Tùy tiện nghị luận thiên tử là tội chết, các ngươi muốn chết hả? Một câu gào thét khiến mọi người kinh sợ, tất cả lập tức im lặng không dám nói nữa. Sau đó, viên hỗn thiên nói với viên sùng long đang đứng sau lưng mình, nếu thiên tử đã lên tiếng, vậy thì cho tiêu chính văn ba tháng. Ba tháng này, tôi sẽ tiếp tục bế quan cậu quản lý tốt tất cả mọi việc của nhà họ viên, ba tháng sau, tôi sẽ xuất quan chém chết vua Bắc Lương. Sứt lời, viên hỗn thiên phất tay, tức giận rời khỏi phòng khách nhà họ viên. Đám người viên sùng long cũng vội vàng không người chắp tay về phía bóng lưng của viên hỗn thiên, cung kính nói tiến cụ tổ. Mà cùng lúc đó, Dược Phương Cốc. Trong đại điện của tông môn Dược Phương Cốc, bảy vị trưởng lão và trưởng giáo của Dược Vương Cốc đang ngồi thảo luận. Trên mặt bọn họ đều đầy vẻ u ám. Trong đại điện, Hoàng Khắc Long gào thét đến mức khàn cả giọng, các vị trưởng lão và trưởng giáo, vua Bắc Lương thật sự quá đáng ghét. Dược Vương Cốc chúng ta phải nghĩ biện pháp để bóp chết nhuệ khí của hắn. Nhân dịp hắn đắc tội với bốn gia tộc lớn, cũng đúng lúc bị thương nặng, chúng ta nên phái tinh nhuệ của Dược Vương Cốc đến Giang Trung ám sát hắn, báo thù cho hai vị tông sư đã chết. Ông Ngụy cũng phụ họa theo, tôi đồng ý với đề nghị của cậu ba. Chuyến đi Giang Trung lần này, tên vua Bắc Lương kia hết sức ngang ngược hống hách. Không xem dược vương cốc chúng ta ra gì, thậm chí, hắn còn nhiều lần đe dọa tôi và cậu ba. Lần này, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học cả đời khó quên. Mấy vị trưởng lão và trưởng giáo, giờ phút này đều xa sầm mặt mày bọn họ không bao gồm toàn bộ trưởng lão và trưởng giáo của dược vương cốc mà chỉ là một phe thế lực nâng đỡ hoàng khắc long giờ phút này nghe thấy lời tố cáo của hoàng khắc long mấy vị trưởng lão và trưởng giáo đều đanh mặt lại cậu ba ý cậu là tên tiêu chính văn kia không hề có ý hối cải sao thậm chí còn buông lời uy hiếp cậu một lão trưởng giáo của dược vương cốc chợt mở miệng hỏi hoàng khắc long vội vàng đáp lời không sai Tôi vốn dĩ muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với hắn, nhưng không ngờ, tên tiêu chính văn đó lại ỉ vào thân phận vua Bắc Lương của mình mà không xem tôi ra gì. Không chỉ động tay động chân với tôi, thậm chí còn nói lời ngung cuồng, hắn nói nếu Dược Vương Cốc tiếp tục xuất hiện tại Giang Trung thì hắn sẽ dẫn 300.000 quân Bắc Lương san bằng Dược Vương Cốc chúng ta. Cái gì, có lý nào lại như vậy, có lý nào lại như vậy chứ? tên nhóc tiêu chính văn này lại cuồng vọng rốt nát đến thế. Còn muốn dẫn binh san bằng dược vương cốc, đúng là mơ mộng hão huyền. Lập tức, trên mặt mấy vị trưởng lão và trưởng giáo đều tràn đầy vẻ tức giận. Một vị trưởng giáo ngồi ở vị trí cao cũng xa sầm mặt mày. Mãi lâu sau, ông ta mới vỗ mạnh lên tay vịt, nổi giận nói, hay cho một tên vua Bắc Lương nếu hắn đã không xem dược vương cốc chúng ta ra gì thì chúng ta cũng không cần băn khoăn gì nữa bảo tứ độc đi giang trung một chuyến đi phải giết được tiêu chính văn vừa nghe đến việc cử tử độc đi đến giang trung hoàng khắc long vô cùng kinh động tử độc là bốn vị cao thủ dùng đốc của dược vương cốc hơn nữa họ còn am hiểu cách thức giết người bằng thuốc độc và ám sát thực lực cũng đạt tới cấp bậc tông sư thậm chí so với hai vị tông sư đã chết của tàng kiếm các thì còn lợi hại hơn một chút. Nghĩ tới đây, trên mặt Hoàng Khắc Long hiện đầy vẻ giữ tợn nói, tiêu chính văn. Lần này mày chết chắc rồi, nhân lúc mày trong thương bọn tao sẽ lấy mạng mày. chương 882, Tiêu Long. Cùng lúc đó, ở Giang Trung. Cả Giang Trung đã bị phong tỏa, phát lệnh giới nghiêm. Người dân của thành phố căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trên đường lớn, ngày ngày đều có binh lính cầm súng đi tuần khắp nơi, còn có cả thanh tra kiểm tra mọi lối ra vào một cách nghiêm mật. Mà ôn bất lâm tuyên bố với bên ngoài rằng hiện giờ Giang Trung đang diễn tập một tháng. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người có thể nhìn ra nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Giang Trung đang ở tâm bão và sắp xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Trong biệt thự, Tiêu Chính Văn đã hôn mê ba ngày. Ngày thứ ba, Ba vị thần y đã nghĩ đủ cách để chữa trị cho Tiêu Chính Văn. Vết thương trên người anh đã xử lý xong, còn nội thương vẫn phải cần Tiêu Chính Văn tự mình hồi phục. Ba vị thần y, chồng cháu không vấn đề gì chứ? Khương Vi Nhan nhìn ba vị thần y trước mặt, lo lắng hỏi. Tôn Tư Niên nghĩ ngợi rồi nói, "Thưa cô Khương, chủ soái tiêu tạm thời không sao." nhưng trong cơ thể của cậu ấy có một luồng sức mạnh mà hiện giờ chúng tôi không thể suy đoán được. Sức mạnh ấy không ngừng tác động vào lục phủ ngũ tạng của cậu ấy, thật sự rất kỳ lạ. Nếu chủ soái tiêu có thể khống chế được sức mạnh này, cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Vì vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Nghe xong, khuôn mặt Khương Vi Nhan tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng cô cũng hiểu rõ, hiện giờ chỉ có thể dựa vào bản thân tiêu chính văn. Sau khi đưa ba vị thần y ra phòng khách của biệt thự, Khương Vi Nhan lo âu bước vào phòng tiêu chính văn, nhìn anh băng bó khắp người nằm trên giường, cô rơi nước mắt. Cô bước đến bên giường, ngồi cạnh người tiêu chính văn, phủ lên bàn tay chẳng chịt vết thương của anh. Lúc này, Khương Vi Nhan đẫm lệ, hai mắt đỏ ao. Tiêu chính văn đã hôn mê ba ngày, cô cũng khóc ba ngày, dùng nước mắt rửa mặt. Chồng ơi, em biết anh có thể nghe thấy lời em nói, em cầu xin anh, nhất định không được có chuyện gì. Em và Nana sẽ luôn đợi anh, cầu xin anh đấy. Khương Vi Nhan nắm chặt lấy tay của Tiêu Chính Văn, nước mắt cô lăn dài từng giọt. Chồng ơi, anh mau tỉnh lại đi, nếu anh có chuyện gì em và Nana phải làm sao đây? Mẹ con em không thể sống thiếu anh, chỉ cần anh có thể tỉnh lại, cho dù ông trời muốn em chết em cũng bằng lòng nói đến đây khương vi nhan nghẹn ngào mà đúng lúc này một người mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện trong phòng nhàn nhạt nói thằng bé tạm thời không vấn đề gì đâu nghe xong khương vi nhan sững sờ đột một đứng dậy nhìn chằm chằm người bỗng xuất hiện trước mặt áo choàng đen mũ che kín cả gương mặt hoàn toàn không nhìn ra chân dung của người đó ông ông là ai sao ông vào được đây ông muốn làm gì Thời khắc này, Khương Vi Nhan gần như thực hiện phản xạ có điều kiện, lập tức che chắn trước người tiêu chính văn, ánh mắt cảnh giác và sốt sắng. Thậm chí, cô còn lặng lẽ với lấy con dao găm giấu sau lưng. Đây là con dao mà tiêu chính văn từng đưa cho cô, nghe nói nó là vũ khí cấp thiên. Để cô có thể phòng thân. Hiện giờ, Khương Vi Nhan đang rất căng thẳng, chừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt bởi vì cô có thể cảm thận được áp lực chưa từng có trên cơ thể của người này. Cho dù đối phương không phát ra khí thế gì, nhưng sự uy hiếp vốn có của người này cũng khiến cô không chịu được. Bây giờ Khương Vi Nhan đã có thực lực quân vương cấp 3 sao, nên tất nhiên có thể đưa ra phán đoán liệu cô có thể đánh thắng được đối phương hay không. Người đó cười nói, con dao găm sau lưng cháu chắc là một vũ khí cấp thiên, xem ra chính văn rất quan tâm tới cháu. Nghe xong, Khương Vi Nhan kinh ngạc. Đối phương có thể biết được vũ khí cấp thiên được giấu sau lưng cô. Rốt cuộc ông là ai? Tôi nói cho ông biết, người của cả biệt thự này đều là cường giả, chỉ cần ông dám làm loạn, ông nhất định sẽ bị đánh bại. Khương Vi Nhan lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định mãnh liệt. Người đó mỉm cười, sau đó giơ tay khương vi nhan cảm nhận được con dao giấu sau lưng đột nhiên rung lên rồi thoát khỏi tay cô sau đó bay vào lòng bàn tay của người đó cảnh tượng này khiến cô cảm thấy mơ hồ không thôi đây là chiêu thức quái quỷ gì thế lần đầu cô được chứng kiến cảnh tượng này người đó cầm dao găm lên quan sát kỹ lưỡng rồi nói dao găm mạc tà quả thực là vũ khí cấp thiên rất tốt chỉ tiếc rằng can tương vẫn chưa được tìm thấy Nghe nói, can tương đã bị vỡ, nhưng ai biết rằng hai con dao găm này là một đôi. Một chiếc bị vỡ thì chiếc còn lại cũng vỡ theo. Nghe người trước mặt nói như vậy, Khương Vi Nhan cau mày thấp giọng hỏi, rốt của ông là ai, muốn làm gì? Sứt lời. Người đó, ngẩng đầu lên, gương mặt gương nghị lộ ra. Mày rậm tóc hoa dâm, trên khuôn mặt vuông vức kia có dấu vết để lại của năm tháng, nhưng dáng vẻ hiên ngang thì vẫn còn đó đặc biệt là dung mạo này rất giống với tiêu chính văn. Trong đôi mắt mang theo uy thế và sát khí lạnh lùng bức người. Ông, ông là... Khoảnh khắc này, Khương Vi Nhan hơi sững sờ. Người đàn ông khoảng năm 60 tuổi nở nụ cười nhạt trả con dao găm lại cho Khương Vi Nhan, liếc nhìn tiêu chính văn trên giường nói, ông là Tiêu Long, cháu nên gọi ông một tiếng ông nội. Tiêu Long. Ông ấy là Tiêu Long, Ông nội của Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan không chỉ một lần nghe Tiêu Chính Văn nhắc tới ông nội Tiêu Long của anh, nhưng mỗi lần nhắc tới lại kể rất ít. Mà bây giờ, cô tận mắt thấy Tiêu Long rồi, đột nhiên nước mắt tràn mi, cực kỳ kích động. Cô vội vàng cất dao găm đi, lau nước mắt cúi người nói, "Vi Nhan chào ông nội." Tiêu Long cười lớn, ánh mắt tràn đầy niềm yêu mến nhìn Khương Vi Nhan, nói, "Được được." không hổ là người phụ nữ mà cháu trai ông yêu thích khí chất rất tốt cố gắng chăm chỉ tập luyện rồi sẽ có một ngày cháu có thể trở thành trợ thủ đắc lực của cháu trai của ông chia sẻ công việc với nó khương vi nhan hơi hoảng hốt không hiểu rõ lời nói của tiêu long có ý gì mà tiêu long cũng không giải thích chỉ nhìn tiêu chính văn đang hôn mê nằm trên giường với ánh mắt sắc bén khương vi nhan vội vàng hỏi ông nội ông có cách nào cứu được chính văn không ạ à? anh ấy đã hôn mê ba ngày rồi cháu lo không cần lo lắng hiện giờ nó đang trong thời khắc mấu chốt để vượt cảnh giới nếu nó có thể chống đỡ được thì sau này sẽ tỏa sáng tiêu long nói ánh mắt sáng rực nhưng khương vi nhan vẫn rất lo nói nếu anh ấy không chống đỡ được thì sao ạ à? nghe xong tiêu long trầm mặc thở dài nói nếu nó không qua được thì đời này cũng chỉ dừng lại ở bán bộ thiên vương mà thôi. Thậm chí, thực lực có thể sẽ đi xuống. Vừa dứt lời, Khương Vi Nhan liền sốt sắng, lập tức quỳ xuống đất nói, ông nội, cháu cầu xin ông bất kể thế nào hãy cứu lấy chính văn, chỉ cần có thể giúp được anh ấy, Vi Nhan bằng lòng làm tất cả. Tiêu Long chiều mến nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ dưới đất, nói với Tiêu Chính Văn đang còn hôn mê trên giường, cháu trai, cháu đã lấy được một cô vợ tốt cháu dâu à cháu thật sự sẵn lòng làm mọi thứ vì chính văn sao tiêu long nghiêm túc hỏi khương vi nhan gần như không nghĩ ngợi gì mà gật đầu trả lời cháu sẵn lòng ạ à? tốt lắm tiêu long liền đỡ khương vi nhan dậy nói cháu dâu ngoan muốn giúp chính văn vượt qua được cảnh giới chỉ có một cách có điều phương pháp này gây tổn hại rất lớn đến cơ thể cháu nếu không cẩn thận có thể cháu sẽ bị hôn mê cả đời vì vậy, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Chương 883, cháu bằng lòng. Nghe Tiêu Long nói vậy, sắc mặt Khương Vi Nhan không thay đổi, cô chỉ quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn đang hôn mê trên giường, giọt lệ rơi nơi khóe mắt, miệng khẽ run lên. Cô có thể vì Tiêu Chính Văn mà từ bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm cả mạng sống của mình. Nhưng cô lại không nỡ. Cô không nỡ rời xa Tiêu Chính Văn, không nỡ rời xa Nana thấy Tiêu Chính Văn vẫn chưa tỉnh, Khương Vi Nhan vô cùng sốt ruột. Cô đã nghĩ hết cách nhưng đều vô ích. Giờ Tiêu Long lại có cách, bất kể là gì đi chăng nữa, Khương Vi Nhan cũng phải thử. Cho dù cả đời này không thể tỉnh lại, cô cũng phải thử. Sau đó, Khương Vi Nhan lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, quay đầu, trịnh trọng nhìn Tiêu Long, sau khi quỳ lại ba cái, cô nói, ông nội, bất kể như thế nào đi chăng nữa cũng mong ông cứu chính văn. Nếu cháu rơi vào hôn mê thì xin ông hãy nói với anh ấy, đừng vì cháu mà đau lòng rơi lệ, hãy quên cháu đi và tìm một người phụ nữ khác rồi chăm sóc tốt cho Nana. Nói xong những lời này, Khương Vi Nhan đã khóc không thành tiếng. Thế nhưng với quyết tâm mạnh mẽ, cô đã đưa ra quyết định. Tiêu Long nhìn Khương Vi Nhan, gật đầu, nở nụ cười hài lòng, vội vàng kéo cô đứng dậy và nói, cháu dâu tốt, sao ông nội có thể chia cắt cháu và chính văn được chứ? Nếu chính văn biết cháu vì cứu nó mà khiến cháu gặp phải bất chắc thì chắc chắn nó sẽ oán hận ông mất. Nghe những lời này, khuôn mặt Khương Vi Nhan đầy vẻ mơ hồ không hiểu nhìn Tiêu Long. Tiêu Long cười nói, cháu yên tâm đi, vừa nãy ông chỉ thử cháu thôi. Đừng trách ông thăm dò cháu, vì việc kế tiếp chúng ta cần làm rất quan trọng, cũng rất bí mật nếu không thật lòng yêu chính văn thì hành động tiếp theo của chúng ta cũng rất khó thực hiện được thậm chí còn gây hại cho chính văn do đó ông nội làm như này cũng là vì bảo đảm không có bất kỳ sơ sót nào nói tới đây khương vi nhan mới hiểu ra cô gật đầu đáp ông nội vi nhan tin tưởng ở ông được đứa trẻ ngoan chính văn có thể cưới được người vợ như cháu là phúc của nhà họ tiêu tiêu long tỏ vẻ vui mừng và nở nụ cười hiền hậu sau đó, sắc mặt của ấy trở nên nghiêm túc, nói, nhưng mà cách này cũng không phải là không có sơ hở, còn có chút trở ngại. Nhưng cháu yên tâm, cho dù ông nội có liều cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ được cháu và chính văn. Ông nội Khương Vi Nhan nghe xong thì trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Cô nghe được trong lời tiêu long để lộ ra ý định liều chết. Nhưng chuyện đã như vậy, cũng không còn cách nào khác. Khương Vi Nhan lau nước mắt, nghiêm túc nhìn Tiêu Long, hỏi ông nội, rốt cuộc dùng cách nào mới cứu được Chính Văn? Mắt Tiêu Long trở nên sâu hun hút, nói truyền công. Truyền công là gì ạ? À? Khương Vi Nhan không hiểu, tỏ vẻ nghi ngờ. Tiêu Long giải thích rất đơn giản, lấy sức mạnh của ông thông qua tâm pháp đặc thù rồi chuyển hóa vào cơ thể Chính Văn và giúp nó đột phá cảnh giới. Chỉ cần nó đột phá thành công là mọi chuyện đều suôn sẻ dứt lời khương vi nhan liền nói vậy ông nội sẽ không sao chứ tiêu long cười nói không sao đâu vì cháu trai của mình hao tổn chút sức lực cũng đáng nhưng ông nội ơi nếu không thành công thì sao anh chính văn sẽ như nào khương vi nhan lo lắng hỏi tiêu long nói nếu không thành công việc chính văn có thể tỉnh hay không sẽ là một vấn đề cho dù nó có tỉnh thì chắc chắn thực lực cũng sẽ rớt xuống một khoảng lớn thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ. Suy cho cùng, vốn dĩ truyền công là việc cưỡng ép chuyển hóa sức mạnh trong cơ thể ông vào trong cơ thể chính văn. Nếu nó có thể tiêu hóa sức mạnh này thì rất có lợi. Còn nếu không thể tiêu hóa lượng sức mạnh to lớn này thì nó sẽ bị cắn trả. Nghe tới đây, Khương Vi Nhan tỏ vẻ sốt ruột. Tiêu Long nở nụ cười bình thản, nói tuy nhiên, cháu dâu đừng lo, có ông ở đây, ông sẽ không để nó xảy ra chuyện đâu vâng ông nội cháu tin ông khương vi nhan gật đầu nói vậy lúc nào chúng ta bắt đầu ạ à? ông cần cháu làm gì giúp ông không khương vi nhan lại hỏi tiêu long nói buổi tối sẽ bắt đầu việc cháu cần làm rất đơn giản cháu sẽ làm thể chuyển hóa giữa ông và chính văn cháu ư khương vi nhan không hiểu lắm tiêu long gật đầu giải thích giờ chính văn đang hôn mê, ông không thể chuyển hóa sức mạnh trong cơ thể ông cho nó được. Hơn nữa, sức mạnh của ông quá lớn và quá bá đạo. Do đó, ông phải tìm một người có thể chất và căn cốt đặc thù làm thể chuyển hóa giữa ông và chính văn. Mà cháu lại mang thể chất đặc thù trăm năm có một. Thông qua cơ thể cháu có thể áp chế sức mạnh trong cơ thể ông về trạng thái tương đối ổn định và an toàn nhưng việc này cũng yêu cầu cháu phải chịu được sự bá đạo của sức mạnh trong cơ thể ông nói tới đây khương vi nhan đã hiểu rõ nói cách khác bản thân cô phải tiêu hóa hết tính bá đạo có trong sức mạnh của tiêu long tiêu long nghiêm túc nhìn khương vi nhan lần nữa nói cháu dâu cháu phải nghĩ kỹ một khi làm như vậy thì gánh nặng cơ thể cháu sẽ vô cùng lớn nếu cháu gánh không nổi chính văn sẽ không thể tỉnh lại được tương tự như vậy ngay cả khi cháu chịu được thì sau khi lượng sức mạnh bá đạo trong người ông được cháu làm hòa hoãn lại rồi chuyển hóa một cách ổn định vào người chính văn tính bá đạo đó vẫn sẽ còn lưu lại trong người cháu như cũ tới một lúc nào đó có lẽ tính cách của cháu sẽ có chút thay đổi thay đổi thế nào ạ à? khương vi nhan hỏi tiêu long trầm giọng nói nói thực thì ông nội cũng không rõ nữa cho nên ông mới muốn hỏi cháu cháu chắc chắn rồi chứ Chắc chắn. Khương Vi Nhan trả lời không cần suy nghĩ. Được, vậy chúng ta chuẩn bị thôi. Bể bơi trong biệt thự dùng để tắm thuốc, ông sẽ chuẩn bị nước thuốc giúp Chính Văn trị thương và giúp cháu hòa hoãn tính bá đạo. Vào đúng 8 giờ tối chúng ta sẽ bắt đầu. Tiêu Long nghiêm túc nói. Khương Vi Nhan cũng gật đầu, sau đó xoay người bước tới trước giường Tiêu Chính Văn, nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết sẹo, rơm rớm nước mắt, nói: "Chồng ơi, em vẫn nhớ cảnh ngày hôm đó anh từ trời rơi xuống đỡ được em hôm nay hãy để em liều mạng vì anh sau đó khương vi nhan gọi nhóm long ngao tới khoảnh khắc ba người long ngao thấy tiêu long cũng tỏ vẻ căng thẳng sau khi xác nhận được thân phận của tiêu long bọn họ liền tỏ vẻ tôn kính và ngưỡng mộ bởi vì người này là ông nội của long vương từ nhỏ bọn họ đã từng nghe nói đến danh tiếng của tiêu long đó là đại nguyên soái của một triệu đạo quân Hoa Quốc, lắp nhân vật trên đỉnh vinh quang cẩu chiến khi Hoa Quốc. Chỉ là sau này vì vài chuyện mà Tiêu Long đã mai danh ẩn tích mà mọi chuyện liên quan đến cụ ấy cũng bị xóa bỏ. Mãi đến 8 giờ tối, cả trong lẫn ngoài biệt thự đều sáng đèn. Ở ngoài biệt thự có các cường giả của điện thần Long thực thi nhiệm vụ phòng giữ nghiêm ngặt, ngay cả ôn bất lâm cũng cử một đội luôn từ sở chỉ huy quân đội Giang Trung tới phòng giữ nghiêm ngặt trong phạm vu 3 km, nghiêm cấm mọi nhân viên ra vào. Vào thời điểm này, biệt thự phòng thủ kiên cố vô cùng nghiêm mật. Audio điện tử võ tấn bền chương 884, em sẽ liều mạng vì anh một lần. Bên trong biệt thự, bể bơi đã được đổ đầy nước thuốc màu đen đặc những thứ này đều là dược liệu tiêu long hái vào giờ ngọ, ngâm rồi sắc ra nước thuốc. Đồng thời, tiêu long còn bỏ rất nhiều linh dược mà cụ ấy cất giấu nhiều năm vào trong nước thuốc của bể bơi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, tiêu long gật đầu. Mấy người long ngao đỡ tiêu chính văn vẫn duy trì tư thế ngồi, rồi thả nhẹ nhàng vào trong bể nước. Khương Vi Nhan vẫn đang mặc đồ ngủ rộng thùng thình, dảo bước tiến lên, bước từng bước vào trong bể nước thuốc, ngồi mặt đối mặt với Tiêu Chính Văn. Tiêu Long đứng bên cạnh bể bơi, nhìn Khương Vi Nhan nói, giữ chặt hai tay của Chính Văn, chúng ta bắt đầu thôi. Khương Vi Nhan gật đầu, những giọt nước mắt vì xúc động lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp, cô nhìn Tiêu Chính Văn chăm chú, sau đó nắm lấy hai tay của Tiêu Chính Văn và từ từ nhắm mắt lại. Dựa vào một môn tâm pháp được ghi chép trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục, Tiêu Long nâng tay, lập tức truyền sức mạnh của bản thân vào vào trong cơ thể của Khương Vi Nhan. Khoảnh khắc đó, toàn bộ bên trong biệt thự được bao trùm bởi sát khí và áp lực mạnh mẽ như gió bão. Dù là ba người long ngao, long hình, long nguyệt cũng hoàn toàn không thể chịu nổi luồng sát khí bá đạo như hủy diệt trời đất này. Quá kinh khủng! Khoảnh khắc này, trong mắt mấy người bọn họ, tiêu long mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình cứ giống như ác ma dáng thế. Hơi thở trên người Tiêu Long vô cùng kinh khủng, khiến linh hồn mấy người bọn họ đều run rẩy. Đó là một luồng hơi thở mạnh mẽ hơn hẳn tất cả mọi người. Cảnh giới Thiên Vương. Đây chính là Thiên Vương chân chính. Mặc dù mấy người long ngao không rõ thực lực của Tiêu Long đang ở cấp bậc thứ mấy của cảnh giới Thiên Vương, nhưng mấy người bọn họ có thể khẳng định được rằng, Tiêu Long tuyệt đối không phải là Thiên Vương một sao. Bởi vì sức mạnh khủng khiếp và khí thế hào hùng trên người tiêu long cứ như có thể nghiền nát cả một vùng trời đất nếu ba người các cậu không chịu được thì có thể rời khỏi đây đi ra bên ngoài canh giữ tiêu long khẽ nhướng mày nhìn thấy sắc mặt khó coi của mấy người long ngao dường như họ đang phải chịu áp lực cực lớn long ngao cau mày nhìn thuốc trong bể bơi khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt của khương vi nhan trở nên hồng hào anh ta có cảm giác mình quá yếu đuối Khương Vi Nhan chỉ mới đạt tới thực lực quân vương địa cấp 3 sao. Quan trọng hơn là cô đang chịu đựng sức mạnh bá đạo trên người tiêu long, so với mấy người ở đây thì cô phải chịu đựng hơn bọn họ gấp cả mấy nghìn lần. Nhưng cho dù là như vậy, Khương Vi Nhan cũng không hề mảy may tỏ ra đau đớn hay có ý định trùn bước. Không, chúng tôi phải bảo vệ Long Vương và vợ anh ấy. Long Ngao nghiêm túc nói, cố kìm nén áp lực cực lớn trên cơ thể, hai người Long Hình và Long Nguyệt cũng đang đứng hai bên bể bơi. Tiêu Long thấy thế mỉm cười rồi nói, không hổ là thuộc hạ trung thành được chính văn tuyển chọn. Dũng khí này thật đáng khen, nếu ba người các cậu có thể chịu đựng được áp lực của tôi một tiếng thì sẽ rất có ích đối với việc đột sau này các cậu có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Nghe vậy, sắc mắt ba người Long Tôn đều rất kích động, trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Long. Sau đó, ba người họ đứng yên tại chỗ giống như cọc gỗ, luồng hơi thở cường giả cảnh giới thiên vương trên người tiêu long tựa như đại dương minh mông. Mà lúc này, bên trong bể thuốc, sắc mặt Khương Vi Nhan trở nên hồng hào, da rẻ trên người bắt đầu đỏ ửng, ngay cả nước thuốc trong bể bơi lúc này cũng bắt đầu tăng độ ấm rất nhanh, có dấu hiệu sôi sùng sục. Tuy nhiên dường như nhiệt độ Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn cảm nhận được không giống nhau, trên người họ bắt đầu tỏa ra từng làn khói màu trắng. Tiêu Long nói lớn, cháu dâu, tiếp theo cháu hãy nghe rõ tâm pháp mà ông đọc, dẫn dắt luồng sức mạnh bá đạo truyền vào trong cơ thể của chính văn. Hãy đọc nhầm theo, áp chế sức mạnh bá đạo trong cơ thể cháu theo tâm pháp của ông. Nhớ kỹ, nhất định phải áp chế được nó. Chỉ cần cháu áp chế càng mạnh mẽ, thì lợi ích của luồng sức mạnh này đối với tiêu chính văn càng lớn. Lúc này, Khương Vi Nhan đang nhắm mắt, lắng nghe bài tâm pháp mà Tiêu Long đang đọc khoảnh khắc đó, toàn thân cô bị một luồng hơi thở và sức mạnh vô cùng bá đạo bao quanh. Luồng sức mạnh đó giống như chín con rồng vàng bay lượt, tràn ngập ý chí kiêu ngạo không chịu phục tùng, tràn đầy uy lực coi thường trời đất. Mà ở trong thế giới cảm nhận và tinh thần của Khương Vi Nhan, trời đất bốn phương bao la rộng lớn lại chỉ có cô và rồng vàng đang bay lượn trên bầu trời. Chín con rồng vàng vô cùng bá đạo, rồng ngậm và phun lửa đơn giản mà suýt chút nữa khiến thế giới tinh thần trong lòng Khương Vi Nhan chấn động rồi tan vỡ. Tiêu Long ở bên cạnh bể thuốc, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn cùng sức mạnh không khống chế nổi của Khương Vi Nhan, lông mày rậm nhíu lại, hét lên, cháu dâu. Nghe này, trong thế giới nhận thức tinh thần của cháu, cháu chính là chủ nhân. Bất kỳ sự tồn tại vô căn cứ nào cũng phải phục tùng cháu. Cháu phải nhớ rằng, cho dù là luồng sức mạnh đó bá đạo ra sao, Dũng mãnh đến đâu, nó ở trong thế giới của cháu thì phải phục tùng cháu. Đừng sợ, cháu càng sợ hãi thì nó sẽ càng mạnh mẽ. Hãy dũng cảm đối mặt với nó, tin tưởng vào bản thân cháu. Câu nói này truyền đến tai của Khương Vi Nhan, sắc mặt cô tràn đầy vẻ đấu tranh quyết liệt. Mà ở trong thế giới tinh thần của Khương Vi Nhan, cô gần như sụp đổ, lúc này cô nghĩ tới Tiêu Chính Văn và Nana, không, mình phải cứu chính văn, mình phải cứu chồng của mình. Mình không thể sợ hãi, không thể hoảng hốt. Trong lòng Khương Vi Nhan không ngừng lầm nhầm, không ngừng cổ vũ bản thân. dần dần, trên người cô toát ra một luồng hơi thở đặc biệt, là hơi thở thuộc về bản thân cô. Mặc dù cô chỉ có sức mạnh của quân vương địa cấp 3 sao, nhưng chẳng mấy chốc, luồng hơi thở này đã có thể áp chế được sức mạnh bá đạo của tiêu long truyền vào người cô. Đúng. Chính là như vậy. Tiêu Long hô lớn. Dây tiếp theo, hơi thở bá đạo trên người Khương Vi Nhan đột nhiên tan biến, nhưng thay vào đó là một luồng sức mạnh vô cùng dịu dàng. Nhìn thấy luồng sức mạnh này xuất hiện, khuôn mặt Tiêu Long đầy vẻ vui mừng và yên tâm. Bước đầu tiên thành công rồi. Không ngờ Khương Vi Nhan lại có thể khống chế sức mạnh này một cách tinh tế và mạnh mẽ như vậy tương lai cháu dâu của mình sẽ có sức mạnh vô hạn nếu được chỉ dạy thích hợp nói không chừng có thể trở thành cô gái đầu tiên đột phá đến cảnh giới cường giả thiên vương ở hoa quốc đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tiêu long được rồi cháu dâu bây giờ thông qua hai cánh tay của cháu truyền luồng sức mạnh mà cháu áp chế vào trong cơ thể chính văn tiêu long ở bên bể thuốc hét lên nhưng khương vi nhan lại không làm như vậy ngược lại cô vẫn đang áp chế luồng sức mạnh bá đạo kia thấy vậy tiêu long cau chặt mày hét lên cháu dâu trình độ này đã đủ rồi nếu cháu liều mạng khống chế nó thì hao tổn đối với cơ thể cháu sẽ còn lớn hơn nữa nhưng khương vi nhan nhắm mắt hét lên không ông nội vì chính văn cháu có thể làm được ngay sau đó trong tầm mắt hoảng hốt của tiêu long luồng sức mạnh vốn dĩ vô cùng bá đạo hoàn toàn bị khương vi nhan áp chế hơn nữa cô vẫn đang không ngừng khống chế nó sắc mặt tiêu long vô cùng kinh ngạc từ trước đến nay chưa có người nào có thể áp chế sức mạnh của cô ấy đến mức độ như vậy ngay sau đó khương vi nhan gần như đã đạt đến mức khống chế cực hạn lúc này cô mới bắt đầu truyền luồng sức mạnh này vào trong cơ thể của tiêu chính văn khoảnh khắc đó trên người tiêu chính văn đột nhiên toát ra một luồng hơi thở đặc biệt. Mà sức mạnh bá đạo vốn có trong cơ thể anh cũng đang chịu sự dẫn dắt của luồng sức mạnh vô cùng dịu dàng của Khương Vi Nhan, nó bắt đầu chảy khắp gân cốt và mạch máu của tiêu chính văn. chương 885, Tiêu Thiên Vương Khoảnh khắc đó, tiêu chính văn giống như mặt đất khô cằn bỗng chốc được gặp xương sớm, anh liều mạng hấp thụ luồng sức mạnh dịu dàng ở trên cơ thể Khương Vi Nhan. Trong lòng Khương Vi Nhan thầm kinh ngạc và vui mừng khôn xiết, luồng sức mạnh bá đạo được Tiêu Long liên tục truyền qua, được cô liều mạng áp chế, sau đó lại truyền qua người Tiêu Chính Văn. Nhưng tới cuối cùng, rõ ràng Khương Vi Nhan đã kiệt sức, có vẻ sắp không chống đỡ được nữa. Bởi vì Tiêu Chính Văn không ngừng hấp thụ luồng sức mạnh dịu dàng trên người cô, nhanh hơn cả việc cô áp chế luồng sức mạnh đó. Mà nước thuốc trong hồ đang giảm dần, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Tất cả những linh tính của các vị thuốc đều bị tiêu chính văn hấp thụ. Chỉ còn lại một phần nhỏ được Khương Vi Nhan hấp thụ dùng để ổn định cơ thể. Tiêu Long nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc, nói đứa trẻ này hấp thụ của mình bao nhiêu sức mạnh như vậy, tại sao vẫn chưa có thay đổi gì. Sức mạnh mà cảnh giới thiên vương cần cũng phải gần bằng nhiêu đây rồi chứ gương mặt tiêu long đầy vẻ ngạc nhiên lẫn nghi hoặc nhưng cụ ấy lập tức trợn tròn hai mắt giống như vừa nghĩ đến một khả năng khác kinh ngạc nói lẽ nào thằng bé này muốn liên tục đột phá cảnh giới bước vào cảnh giới thiên vương hay sao không không thể được từ trước đến nay chưa từng có chuyện như vậy gương mặt tiêu long đầy vẻ kinh hãi bởi vì bước vào cảnh giới thiên vương chính là đồng nghĩa với việc đối đầu với trời đất bất cứ ai dám bước vào cảnh giới thiên vương đều cần vận may lớn và kỳ tích xuất hiện. Đây chính là hành trình chống lại trời đất. Bao nhiêu người chỉ mãi dậm chân ở cảnh giới bán bộ thiên vương, cả đời cũng không thể đặt chân vào cảnh giới thiên vương được. Cảnh giới thiên vương chính là một loại truyền thuyết. Có thể bình yên tiến vào cảnh giới thiên vương thì chắc chắn là phúc đức trời ban. Muốn liên tục đột phá vào cảnh giới thiên vương thì chắc chắn là đối đầu với trời đất cũng là chuyện không thể nào làm được. Tuy nhiên, Tiêu Long không thể tùy tiện quyết định chuyện trước mắt. Bởi vì chính cô ấy chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Lúc này, cơ thể của Khương Vi Nhan cũng không thể chống đỡ được nữa mà bắt đầu run rẩy, vẻ hồng hào trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, gương mặt trở nên nhợt nhạt. Bởi vì quá trình này vẫn cứ kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ. Tiêu Long bất ngờ, hét lớn, cháu dâu, đừng áp chế sức mạnh nữa đủ rồi mau dừng lại nếu cứ tiếp tục như vậy thì cháu sẽ mất mạng đó đúng vậy lúc này khương vi nhan đang hoàn toàn dựa vào ý chí của mình để áp chế luồng sức mạnh vô cùng bá đạo trên người tiêu long nếu cứ tiếp tục như vậy khương vi nhan sẽ bị thương nghiêm trọng nếu không cẩn thận sẽ mất mạng lúc nào không hay một khi chuyện đó xảy ra tiêu long chắc chắn không có cách nào tiếp nhận được thế nhưng Khương Vi Nhan lại kiên quyết hét lớn không ông nội cháu tự nguyện mà tiếp tục đi à chỉ cần Tiêu Chính Văn cần cháu đều có thể làm dù là dùng mạng của cháu cháu cũng không do dự cứ như vậy Khương Vi Nhan tiếp tục liều mạng áp chế luồng sức mạnh trên người Tiêu Long nhưng ngay sau đó Khương Vi Nhan phun ra một ngụm máu cơ thể càng lúc càng run lẩy bẩy Tiêu Long kinh ngạc hét lớn không thể tiếp tục nữa dừng lại dù vậy khương vi nhan cũng không nghe thời điểm này nhất định không thể đánh mất tinh thần chỉ cần tiêu chính văn cần cô đều có thể làm được cho dù là tự vắt kiệt mạng sống cô cũng bằng lòng máu tươi từ khóe miệng khương vi nhan chảy xuống chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả nước thuốc bên cạnh cô nhìn thấy cảnh này lòng tiêu long như lửa đốt bởi vì việc truyền công này chỉ khi tiêu chính văn thành công đột phá cảnh giới tỉnh lại hoặc khương vi nhan dừng lại thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt nếu cô ấy tùy ý dừng lại người bị trọng thương chắc chắn sẽ là tiêu chính văn và khương vi nhan nói cách khác chỉ cần tiêu chính văn tỉnh lại khương vi nhan sẽ bình an vô sự hoặc khương vi nhan chủ động dừng tay cô sẽ bình an vô sự nhưng tiêu chính văn có tỉnh lại được hay không thì còn phải xem ý trời hoặc là khương vi nhan sẽ dùng mạng sống của mình đổi lấy việc tiêu chính văn được tỉnh lại ông nội tiếp tục khương vi nhan hét lên nhưng giọng nói của cô rất yếu ớt khóe miệng nhợt nhạt không còn hồng hào nữa vừa nói xong khương vi nhan lại phun ra hai ngụm máu tươi ngay lập tức hai mắt cô bắt đầu tối sầm lại cơ thể bắt đầu lảo đảo không vững nhưng ngay giây phút cô ngã xuống cô đã nhìn thấy tiêu chính văn đang hôn mê bỗng chốc tỉnh lại đột nhiên anh mở to hai mắt ánh mắt sắc bén lóe lên từ trong hốc mắt sâu hôn hút đồng thời trên người tiêu chính văn bộc phát ra một luồng sức mạnh to lớn nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất ngay sau đó là tiếng nước bắn tung tóe tiêu chính văn đột nhiên đứng dậy lao tới ôm lấy khương vi nhan đã rơi vào bể thuốc bế cô ôm vào lòng khoảnh khắc đó trên người Khương Vi Nhan bè bét máu, hai mắt cô rưng rưng, nước mắt sàn rụa, cô đưa bàn tay trắng trẻo vẫn còn đang run rẩy của mình lên chạm vào gương mặt anh Tuấn của Tiêu Chính Văn, nở nụ cười dịu dàng, chồng ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vi Nhan vào lòng, trong mắt tràn ngập sự ấm áp, nói, ừ, anh tỉnh lại rồi. Nghe xong, Khương Vi Nhan nở nụ cười dịu dàng an ủi anh rồi ngay lập tức rơi vào hôn mê. Vi nhan. Vi nhan. Tiêu chính văn hét lớn, sau đó nhảy ra khỏi bể thuốc, nhìn tiêu long rồi nhanh chóng bế cô vào trong phòng ngủ và đặt lên giường. Sau đó, tiêu chính văn cầm những cây kim châm của mình rồi giơ tay lên. Những cây kim châm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay của tiêu chính văn, sau đó lại xoay tròn trên không trung một vòng tỏa ra ánh sáng màu bạc, từng cái một đâm xuống hàng chục huyệt đạo trên cơ thể của Khương Vi Nhan. Không tồi, châm pháp hồi mạng cửu dương. Lúc này, Tiêu Long bước từ ngoài cửa vào nhìn thấy thuật dùng kim châm của Tiêu Chính Văn, ánh mắt lóe lên tia sáng, gật đầu tán thưởng rồi nói, có vẻ như cháu đã xem hết những mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn thư lục rồi. Tiêu Chính Văn không đáp lại lời của Tiêu Long mà rất nghiêm túc châm cứu cho Khương Vi Nhan. Sau khi làm xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm rồi đắp chăn cho Khương Vi Nhan. ngay sau đó, tiêu chính văn quay đầu nhìn tiêu long trong mắt ánh lên vẻ xúc động nói ông là ông nội của cháu sao tiêu long vắt hai tay ra sau lưng gật đầu cười đáp đúng vậy ngay lúc đó hai ông cháu không hề nói lời thừa thãi tình cảm ruột thịt gắn chặt hai con người ấy lại chúng ta ra ngoài nói chuyện tiêu chính văn nói rồi quay người rời khỏi phòng ngủ đồng thời bảo người giúp việc lau người và thay quần áo cho khương vi nhan một lúc sau, ở bên trong phòng khách của biệt thự. Tiêu chính văn thay quần áo sạch sẽ, rồi bảo cận vệ và người giúp việc lui ra ngoài. Bụp. Tiêu chính văn quỳ xuống đất, dập đầu với tiêu long, cháu trai tiêu chính văn kính chào ông nội. Khoảnh khắc đó, hai mắt tiêu long ươn ướt, một loại cảm xúc chôn sâu trong lòng bỗng trào dâng mãnh liệt, rung lên từng nhịp. Cụ ấy vội vàng kéo tiêu chính văn đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt kích động sen lẫn nét hiền dịu vỗ bờ vai rộng rãi vững chắc của tiêu chính văn nói cháu ngoan giỏi lắm đúng là con cháu của họ tiêu nếu bố mẹ cháu vẫn còn sống nhìn thấy được dáng vẻ này của cháu nhất định họ sẽ yên lòng nói xong tiêu long vội vàng quay người lén lau nước mắt sau đó lại hỏi đúng rồi vừa nãy có phải cháu đã đột phá cảnh giới rồi không nghe vậy tiêu chính văn siết chặt nắm đấm thở dài một hơi suýt chút nữa là đã bước vào cảnh giới thiên vương hai sao rồi ạ à. nghe thấy thế tiêu long cũng hiểu ra trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tiêu chính văn có thể nhân cơ hội đột phá lên cảnh giới thiên vương hai sao nhưng vì khương vi nhan nên anh lại đột ngột dừng lại điều này cho thấy anh yêu khương vi nhan tới nhường nào vì cô mà tiêu chính văn bỏ đi cơ hội có thể bước vào cảnh giới thiên vương hai sao đây là cơ hội mà rất nhiều người đợi cả đời cũng không thể có được nhưng trong mắt của tiêu chính văn lại không quan trọng bằng khương vi nhan tiêu long gật đầu rất tán thưởng cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa tiếp tục hỏi cháu trai cháu muốn làm gì tiếp theo bây giờ cháu đã là cường giả thiên vương thật sự rồi nghe vậy trong mắt tiêu chính văn lóe lên sự phẫn nộ cực độ Tiêu chính văn nhớ lại Long Lân đã chết vì anh ở trận đấu đó, anh lạnh lùng nói, đương nhiên là báo thù cho người anh em của cháu rồi. Để người của bốn gia tộc lớn nếm thử thủ đoạn của tiêu thiên vương này. chương 886, Tiễn Long Lân Nghe thấy lời của tiêu chính văn, tiêu long nhíu mày, nói chính văn, chuyện này không thể nóng vội được. Bốn gia tộc lớn không đơn giản như cháu nghĩ đâu nếu bọn họ đơn giản như vậy thì năm đó nhà họ tiêu chúng ta đã không gặp phải tai họa diệt tộc rồi. Thiên tử cũng sẽ không kiêng rè bọn họ như vậy. Nghe những lời này, tiêu chính văn xa sầm mặt mày, hỏi ông nội, rốt cuộc bốn gia tộc lớn có gì lợi hại và đáng sợ vậy? Vì sao năm đó ông là binh mã đại nguyên soái của triệu quân Hoa Quốc cũng bị bọn họ hãm hại? Hơn nữa, sao thiên tử lại kiêng rè họ đến vậy? Thiên tử là đứa con vùng trời Hoa Quốc lại bị bốn gia tộc kiềm chế. Tiêu Long thở dài, nói "Chính văn, chuyện trong đó có liên quan tới quá nhiều bí mật. Hoa Quốc sau trăm năm thăng trầm có thể có thành tựu và vị thế quốc tế như ngày hôm nay cũng có sự trợ giúp âm thầm của bốn gia tộc lớn. Cháu phải biết rằng, vào năm đó, bốn gia tộc lớn vì Hoa Quốc cũng đổ biết bao nhiêu mồ hôi và máu. Nhưng vì thời đại thay đổi, có vài người bành trướng dã tâm nên mới gây ra tình cảnh như hôm nay. Với Hoa Quốc thì bốn gia tộc lớn hiện nay chính là quả bom được chôn rất sâu. Mà một khi nó phát nổ sẽ lật đổ cả Hoa Quốc. Tiêu Long vừa nói vừa nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, vỗ vai anh, giờ cháu còn trẻ, có rất nhiều chuyện còn chưa biết. Chờ tới khi cháu đủ mạnh, tới khi cháu tiếp cận được nhiều bí mật hơn, ông nội sẽ nói cháu biết. Nhưng mà... Tiêu Chính Văn còn muốn nói gì đó, Tiêu Long lắc đầu nói: Mấy ngày này cháu nghỉ ngơi nhiều hơn, ở cạnh cháu dâu của ông, nó đã liều mạng vì cháu đó. Nhà họ Tiêu chúng ta có thể có cháu dâu như nó là phúc phận của cháu, đừng phụ lòng nó. Ngoài ra, ông nội sẽ sắp xếp một việc cho cháu. Việc gì vậy ạ, à? Tiêu Chính Văn nhăn mày hỏi. Tới thuộc địa một chuyến, tìm một người, tìm được cậu ta. Cậu ta sẽ trở thành trợ thủ giúp cháu tiêu diệt bốn gia tộc lớn. Tiêu Long nói một cách nghiêm túc. Tuy Tiêu Chính Văn không hiểu sự sắp xếp của Tiêu Long nhưng vẫn gật đầu nói, vâng ạ. Sau khi nói xong, hai ông cháu im lặng trong giây lát. Tiêu Long nói, Chính Văn, sống cho thật tốt, tăng cường sức mạnh của bản thân. Tuy giờ cháu là thiên vương nhưng việc này cũng báo trước cháu sẽ gặp càng nhiều kẻ thù hùng mạnh một chút sơ sẩy thôi là không thể quay đầu lại được. Cháu phải nhớ, không được tùy tiện đi khiêu chiến bốn gia tộc lớn. Thế lực sau lưng bọn họ không đơn giản thế đâu, bởi vì người cháu phải đối đầu không chỉ có bốn gia tộc lớn mà còn có võ tông Hoa Quốc ở sau lưng. Nhất là Võ Thần Tông tông môn lâu đời có truyền thừa vài nghìn năm. Lúc chưa nắm chắc thì không được xảy ra bất kỳ xung đột nào với Võ Thần Tông. Ông nội sẽ âm thầm sắp xếp tất cả thay cho cháu cho tới khi cháu đủ mạnh, ông nội sẽ lại về tìm cháu. Nghe thấy những lời này, Tiêu Chính Văn chợt kích động nhìn Tiêu Long đang bước ra khỏi phòng khách, nói: "Ông nội, ông phải đi ư?" Tiêu Long dừng bước, nhìn bầu trời sao bên ngoài, nói: "Nhiệm vụ của ông đã xong rồi. Tiếp đến là chuyện của bản thân cháu, chăm sóc tốt cháu dâu của ông, dẫn nó cùng đi đến thuộc địa, coi như tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn đi. Còn nữa..." ba thuộc hạ cạnh cháu, nếu không có gì bất ngờ thì tối nay bọn họ cũng sẽ đột phá. Còn đạt tới cấp độ nào thì phải xem tư chất và tiềm năng của bọn họ. Nói xong, Tiêu Long đội chiếc mũ rộng lên, bóng người cũng biến mất vào bóng tối trong nháy mắt. Cùng lúc đó, trong bóng tối truyền tới một câu nói của Tiêu Long, con cháu nhà họ Tiêu chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết, đều vì quốc gia mà chiến đấu, đấu với trời, đấu với đất. Chính văn Đừng làm chuyện gì phản bội lại Hoa Quốc. Âm thanh ngày càng xa dần. Sau khi Tiêu Chính Văn im lặng một lát rồi quay trở lại phòng ngủ. Nhìn Khương Vi Nhan đang nằm trên giường bệnh, Tiêu Chính Văn bước tới trước giường, nhẹ nhàng cầm tay cô. Sau khi châm cứu, luồng sức mạnh trong cơ thể Khương Vi Nhan đã bị áp chế. Kế tiếp là để cô tự mình tiêu hóa nó nếu không có gì bất ngờ thì sức mạnh của khương vi nhan sẽ tăng lên một mức cực lớn vợ ơi tiêu chính văn nhẹ nhàng thốt lên lặng lẽ ngồi cạnh giường lần này anh ngồi suốt ba ngày sau ba ngày khương vi nhan tỉnh lại khoảnh khắc mở mắt cô bật ngồi dậy thấy tiêu chính văn đang ngủ cạnh đầu giường mình thì đôi mắt rưng rưng và đầy kích động chồng ơi khương vi nhan nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiêu chính văn lặng lẽ khóc Tiêu Chính Văn cũng chờ tỉnh dậy, thấy Khương Vi Nhan đang khóc thì dịu dàng cười nói, em tỉnh rồi à. Khương Vi Nhan gật đầu, nước mắt rơi lã chả. cô ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn, khóc và nói, chồng ơi, em còn tưởng rằng em không thể gặp anh được nữa. Tiêu Chính Văn cũng nhẹ nhàng ôm lấy Khương Vi Nhan, an ủi nói, được rồi, không sao rồi, mọi chuyện đều ổn rồi. Hai người ôm nhau chừng 5 phút, mới buông ra. Tiêu Chính Văn bắt mạch cho Khương Vi Nhan, quan tâm hỏi, em thấy sao rồi? Khương Vi Nhan cau mày, nói, không có cảm giác gì cả, chỉ là thấy người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiêu Chính Văn cười mỉm. Mà lúc này, ba người Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt cũng xông vào, kích động quỳ một chân xuống đất, nói chúc mừng chủ mẫu đã tỉnh. Khi Khương Vi Nhan thấy ba người bọn họ cũng vội vàng quay lưng lại, lau giọt nước mắt nơi khóe mắt và nói, mau đứng lên đi. Bây giờ, Long Ngao đã thăng cấp thành chủ soái năm sao. Long Hình và Long Nguyệt thì thăng cấp lên chủ soái thiên cấp 4 sao. Phải nói là trong một đêm, ba người bọn họ đã gặt hái được rất nhiều. Chỉ đáng tiếc, nếu Long Lân còn sống, chắc chắn cũng có thể trở thành nhân vật cấp 5 sao. Lúc này, ba người Long Ngao đứng dậy, sau đó nhìn tiêu chính văn, nghiêm túc nói, Long Vương, đã chuẩn bị xong cả rồi. Tiêu chính văn gật đầu, nói với Khương Vi Nhan, Vi Nhan, chúng ta đi tiến Long Lân đi. Nghe thấy tên Long Lân, sắc mặt Khương Vi Nhan cũng đanh lại, gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, mấy chục chiếc xe màu đen có rèm che rừng ở Nghĩa Trang lớn nhất Giang Trung. Gần trăm người đều mặc âu phục màu đen, Nghiêm túc và trang trọng đứng trước một bia mộ cực lớn. Tiêu Chính Văn ngồi xổm, đốt nhang và đặt trước tấm bia, Những mày nhìn chữ được khắc trên bia mộ và ảnh chân dung nụ cười rạng rỡ. Mộ của Long Lân. Bốn chữ đơn giản. Lúc này gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ. Tiêu Chính Văn không nói một câu, yên lặng nhìn bia mộ, sau đó đứng dậy, đặt tay phải trước ngực, cúi người 90 độ. Khoảnh khắc này gần trăm cao thủ của điện thần long đứng sau tiêu chính văn cùng với ba long tôn là long ngao long hình và long nguyệt đều quỷ một chân xuống đất đặt tay phải trước ngực hét lớn cung tiền long tôn long lân khoảnh khắc đó âm thanh truyền dến tầng chín tầng mây vô vố người hò hét bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của bọn họ đối với long lân tiếng hét này cũng truyền vào không trung và đàn trôi đi tiêu chính văn dứng dậy nhìn bia mộ trước mắt khóe mắt rơi một giọt lệ. Long lân, cậu sẽ không chết vô ích đâu. Mối thù của bổn gia tộc lớn, chắc chắn tôi sẽ trả. Tiêu chính văn lạnh lùng nói, khí thế cực lì mạnh mẽ tỏa ra từ người anh. chương 887, lần đầu đến thuộc địa. Hai ngày sau, tiêu chính văn và Khương Vi Nhan lên chuyến bay đến thuộc địa. Theo như tiêu long nói, tiêu chính văn cần phải tìm một người người này sẽ là người trợ giúp cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan không mang theo bất cứ thứ gì cho chuyến đi này cả, chỉ mang theo mấy cái thẻ ngân hàng. Dù sao có tiền cũng có thể giải quyết được rất nhiều việc. Giang Trung tạm thời giao cho ba vị Long Tôn và Ôn Bất Lâm quản lý. Nhân chuyến đi này, Tiêu Chính Văn cũng quyết định đi thư giãn với Khương Vi Nhan như là một chuyến tuần trăng mật của hai người. Tiêu Chính Văn không có bạn ở nơi này, lúc vừa đến cũng không biết nên ở đâu thế là chỉ có thể tìm một khách sạn. Có lẽ là vì đến một môi trường mới nên Khương Vi Nhan cứ hiếu kỳ nhìn hết cái này đến cái khác. Đến khi hai người vào khách sạn, Tiêu Chính Văn nói với Khương Vi Nhan, vợ à, em nghỉ ngơi ở đây trước đi, anh đi mua ít thuốc và vài vật dụng hàng ngày. Vâng, anh đi về nhanh nha. Khương Vi Nhan gật đầu, rồi ngáp một cái. Vì tác dụng phụ luồng sức mạnh của Tiêu Long trong cơ thể mà dạo này Khương Vi Nhan cứ thường buồn ngủ. Tiêu Chính Văn Định mua một ít thuốc về, tự phối lại để làm giảm triệu chứng trong người Khương Vi Nhan. Lúc ra khỏi khách sạn, Tiêu Chính Văn đến quầy lễ tân dặn dò với lễ tân khách sạn, nói họ trông chừng Khương Vi Nhan giúp, nếu Khương Vi Nhan ra ngoài một mình thì phải nói với anh ngay lập tức. Nói xong với lễ tân, Tiêu Chính Văn đi đến một cửa hàng thời trang gần đó. Vì không biết Khương Vi Nhàn có thích hay không nên sau khi hỏi nhân viên trong cửa hàng, anh đã mua 4 năm bộ đồ rồi sách về. Lúc Tiêu Chính Văn vừa ra khỏi cửa hàng thời trang thì một đám người nhìn chằm chằm anh. Trong đám đó có một thanh niên nhuộm tóc vàng đi đến trước mặt gã đàn ông mặt sẹo do dao gây ra rồi chỉ vào Tiêu Chính Văn, nói tin tức của Tiêu Chính Văn cho hắn. Chính là gã đàn ông này, anh ta có khả năng là một con cá lớn, tên tóc vàng nói mày nói tao nghe thử xem gã đàn ông mặt sẹo hỏi anh ta vừa đi ra từ cửa hàng thời trang nổi tiếng đồ trong cửa hàng đó đều rất đắt một bộ phải có giá hàng chục nghìn tệ anh nhìn xem anh ta cầm nhiều đồ như vậy chắc chắn anh ta rất giàu hơn nữa em cũng từng thấy số thuốc trong tay anh ta đều là mấy loại thuốc nổi tiếng rất đắt tiền người đàn ông đó chí ít cũng là một tên có số tài sản mấy triệu tệ đấy tên tóc vàng nói Tài sản mấy triệu tệ ư? Anh ta giàu như vậy tại sao không thuê vệ sĩ bảo vệ chứ? Hơn nữa còn chẳng có xe. Mặc dù gã đàn ông mặt sẹo đó khá tin vào mấy lời tên tóc vàng nói nhưng vẫn hơi lo ngại. Anh chó hoang, lúc nãy em cũng nghĩ thế nhưng sau đó em đến gần nghe được cuộc nói chuyện của anh ta mới nhận ra người đàn ông này không nói giọng địa phương, chắc chắn là người ngoại tỉnh. Chắc chắn là đến đây đi du lịch chúng ta không ra tay lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa. Mấy lời này của tên tóc vàng xua tan lo lắng của gã đàn ông mặt sẹo. Gã đàn ông mặt sẹo có tên là chó hoang đó cầm điện thoại lên gọi cho đám đàn em của mình. Tốt lắm, nếu có thể moi được 100.000 tệ hay 200.000 tệ từ anh ta thì đến lúc đó tao sẽ cho mày một bao lì xì lớn luôn. Nói xong, chó hoang ngậm điếu thuốc, dẫn theo đám đàn em theo phía sau chặn đường Tiêu Chính Văn. Thật ra Tiêu Chính Văn đã phát hiện có người đi theo mình nhưng anh không biết đối phương là thế lực nào. Dù sao anh cũng vừa đến thuộc địa. Lẽ nào tin tức anh đến thuộc địa tìm người đã bị lộ rồi à? Bất kể là ai, anh cũng không thể quay về khách sạn lúc này được, mà phải nghĩ cách giải quyết đám người này trước. Nghĩ như thế, Tiêu Chính Văn cố ý đi vào một con hẻm nhỏ lúc này đằng trước xuất hiện một đám côn đồ cởi trần xăm trổ đầy mình. đám côn đồ này có khoảng mười mấy tên, tay thì cầm côn sắt, ngạo nghễ nhìn tiêu chính văn. lúc này tiêu chính văn quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau mình cũng có một đám người nữa, người đàn ông dẫn đầu hình như là đại ca của chúng, trên mặt có một vết sẹo. tiêu chính văn không thấy sợ mà ngược lại không nhịn được liền bật cười chó hoang thấy tiêu chính văn không chỉ không bỏ chạy mà ngược lại còn đứng cười ngây ngô ở đó còn tưởng anh sợ đến ngu người luôn rồi thế nên hắn đi đến chỉ vào mình nói tao là chó hoang mọi người đều gọi tao là anh chó hoang nghe đến cái tên này tiêu chính văn lại không khỏi thở dài chó hoang thấy tiêu chính văn không để ý đến mình bèn nói tao chó hoang đến cướp tiền nếu tôi không đưa tiền thì sao tiêu chính văn hỏi mày không đưa tiền thì tao đánh mày, đừng tưởng tao không dám chém mày, thấy vết sẹo trên mặt tao rồi chứ. Tao nói cho mày biết, trước đây lúc đánh nhau tao cầm dao giết gần hết người trong đám đó, đánh gục hơn 50 người bên kia, mà chỉ để lại một vết sẹo này trên mặt thôi đấy. Chó hoang chỉ vào vết sẹo trên mặt mình như đang khoe khoang chiến tích của mình. Đây không chỉ để uy hiếp mà còn đang khoe khoang. Tiêu Chính Văn không chỉ không sợ mà còn quan sát kỹ vết sẹo trên mặt hắn, sau đó nói, "Nhưng vết sẹo này của anh không phải là sẹo do dao gây ra, thật ra vết sẹo trên mặt anh là do sơ sẩy lúc tự chơi dao nhỉ?" Bởi vì vết sẹo này không chỉ không sâu mà cũng không làm tổn thương đến bộ phận nguy hiểm, nhìn không giống là cố ý. "Mày xem thường ông đây à? Bớt nói nhảm lại đi, lập tức giao ra 200.000 tệ đây, nếu không thì đừng trách tao lấy dao chém mày." Chó hoang tức giận vung con dao cắt hoa quả trong tay lên, giả vờ muốn chém Tiêu Chính Văn. Đám cặn bã của xã hội như các anh không thể tìm được công việc đàng hoàng sao? Tiêu Chính Văn lại không hề có hành động nào với con dao định chém về phía mình kia. Thấy chó hoang để dao trước mặt mình, Tiêu Chính Văn cũng không buồn chớp mắt. Vì Tiêu Chính Văn không cảm nhận được chút sát khí nào trên người chó hoang cả. Người này không dám ra tay với anh. Chẳng qua là muốn dọa anh sợ để moi tiền từ tay anh thôi. Mày, mày không sợ chết à? Chó hoang hoảng sợ, con dao trên tay dần buông xuống. Hắn quả thật không có chiến tích vang dội gì, đúng như Tiêu Chính Văn nói, vết sẹo trên mặt là do hắn không cẩn thận quẹt lên mặt lúc nấu ăn. Hơn nữa hắn cũng không dám ra tay với Tiêu Chính Văn vì hắn biết Tiêu Chính Văn rất giàu, chắc chắn là đại gia đến từ nơi nào đó nếu hắn giết tiêu chính văn thì sẽ bị cảnh sát địa phương truy nã hết cách rồi xem ra chỉ có thể thay bố mẹ các anh dạy cho các anh một trận nhưng mấy bộ đồ này tôi mới mua nên không muốn làm bẩn nó dứt lời tiêu chính văn đặt mấy bộ đồ trong tay xuống cũng cởi luôn áo khoác của mình ra anh vẫn chưa nói hết đó là anh không muốn để khương vi nhan thấy trên người mình dính máu rồi sẽ lo lắng cho mình Tiêu chính văn cởi hết áo ra để lộ phần lưng và ngực, nhìn thấy cảnh tượng đó, con dao trong tay chó hoang rơi xuống đất. Thân hình này đáng sợ đến mức nào chứ, trên cơ thể có làn da màu đồng hiện lên các cơ bắp cân đối. Trên người anh chẳng chịt những vết sẹo do dao, do đạn và do lựu đạn để lại. Chỉ liếc nhìn qua cũng làm người ta khó mà quên, vì đây là cơ thể đã trải qua hàng trăm cuộc chiến. Thời gian hơi gấp, các anh cùng lên đi. Nói xong, tiêu chính văn giơ quyền lên, cú đầu tiên đã đánh văng tên chó hoang trước mặt. chương 888, bang Bắc Thành. Mấy tên côn đồ khác phản ứng lại lập tức cầm vũ khí lên lao đến chỗ tiêu chính văn. Thế nhưng tiêu chính văn là ai cơ chứ? Anh là chủ soái Bắc Lương. Cường giả cảnh giới thiên vương. Dù kẻ lao đến có là một đám cường giả chủ soái đi chăng nữa thì lúc này anh cũng có thể giải quyết dễ dàng, Huống Hồ đây chỉ là một đám côn đồ chưa từng trải qua huấn luyện. Chúng hoàn toàn không thể chặn được cú đấm như sắt thép của Tiêu Chính Văn. Từng cú đấm hay cú đá của Tiêu Chính Văn đều có thể đánh cho chúng vỡ đầu chảy máu. Có người cầm gậy sắt định đánh vào đầu Tiêu Chính Văn từ đằng sau. Tiêu Chính Văn không quay đầu lại mà chỉ xoay người đánh lên cây gậy sắt, cây gậy bị anh đánh cong gậy sắt và nắm đấm đánh chúng vào mặt tên đánh lén kia khiến đối phương ngã xuống không đứng lên được. Người này đáng sợ quá, đây đâu phải là người, cứ như xe tăng hình người ấy. Người như này đâu cần vệ sĩ đi theo, dù anh ta có tung hoành khắp nơi cũng không ai dám động đến. Còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau, không chạy thì có thể bị đánh chết đấy sau khi đám côn đồ này nhận ra không thể đánh thắng được sức chiến đấu mạnh mẽ đó của tiêu chính văn thì hỗn loạn bỏ chạy nhưng tiêu chính văn bước lên trước mấy bước đạp vào ngực chó hoang khiến hắn kêu thảm thiết sau đó tiêu chính văn lấy một tấm hình trong túi ra hỏi đã từng gặp người này chưa lúc này anh chó hoang đã sợ muốn tè rồi lập tức lắc đầu như chống bỏi nói chưa chưa gặp xin đại ca dơ cao đánh khẽ tôi không dám nữa Nghe thế, tiêu chính văn nhíu mày, hừ một tiếng, cút. Sứt lời, chó hoang đó đứng dậy chạy mất dạng. Tiêu chính văn mặc đồ vào lại, sửa sang lại cổ áo mình, sau đó mới lửng thửng quay về khách sạn. Lúc này chó hoang đang ở trong bệnh viện vừa được băng bó vừa kêu gào thảm thiết. Lần này chúng ta gặp phải tên danh lợi hại rồi, có thể đối phương là lính xuất ngũ, không chỉ biết đánh đấm mà thực lực còn rất mạnh xem ra chúng ta đành phải buông tha mục tiêu này rồi chó hoang bị đánh nên hơi sợ anh chó hoang nếu giờ mà buông tha thì lúc nãy chúng ta bị đánh vô ích rồi nhiều anh em bị thương như thế mà anh có thể nuốt trôi cơn tức này sao tên tóc vàng bên cạnh cũng bị gãy chân nuốt không trôi cơn tức thì làm thế nào đều tại mày hết đó không nghe ngóng kỹ tình hình gì cả làm người của chúng ta tổn thất nhiều như thế Nghe tên tóc vàng nói vậy, chó hoang lại nổi giận. Người đàn ông này là một tên khó chơi, chúng ta không động vào được thì dĩ nhiên có người có thể động vào, hay là chúng ta bán tin tức của anh ta cho bang Bắc Thành. Tên tóc vàng dè dặt nói. Bang Bắc Thành là một thế lực ngầm cực lớn ở địa phương, mạnh hơn chúng rất nhiều, số lượng người trong đó cũng vô cùng nhiều. Lúc nãy chúng thấy tiêu chính văn không lái xe mà đi bộ về cũng có nghĩa là tiêu chính văn sống ở gần đó, chỉ cần sắp xếp vài tai mắt là có thể tra ra được nơi tiêu chính văn đang ở. mà vùng này là địa bàn của bang bắc thành, nếu chúng không động vào tiêu chính văn được thì bán chút tin tức để kiếm tiền. tối hôm đó, chó hoang đến câu lạc bộ của bang bắc thành yêu cầu gặp hội trưởng của bọn kia trần thâm. trần thâm là thần tượng của chó hoang, cũng là hội trưởng quản lý bang nhóm lớn hàng trăm người. Tổ chức của chúng liên quan đến các ngành nghề, nhưng vì Trần Thâm có thủ đoạn cao tay nên vẫn chưa bị diệt sạch. Chó hoang đi thẳng vào câu lạc bộ thì thấy Trần Thâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng vip ăn trái cây. Trần Thâm là một người đàn ông hơn 30 tuổi, để dâu, phía sau còn có mấy vệ sĩ đi theo bảo vệ. Chó hoang đi đến trước mặt Trần Thâm rồi nói sơ lược tin tức của tiêu chính văn cho gã. Ồ, Mày nói đối phương là một tên lính xuất ngũ à? Hơn nữa hiện giờ có rất nhiều tiền, Trần Thâm hỏi. Tốt lắm, xem ra cậu ta vừa đến thuộc địa, đúng lúc bên tao đang thiếu một vệ sĩ. Nghe nói nắm đấm của Tiêu Chính Văn có thể đập nát ống sắt, Trần Thâm giấy lên ý nghĩ muốn trọng dụng nhân tài. Gã không chỉ không có ý đồ tham tiền của Tiêu Chính Văn mà ngược lại còn muốn Tiêu Chính Văn làm việc cho mình. Trần Thâm vứt một sấp tiền ra trước mặt chó hoang, chó hoang vui vẻ cầm tiền rời đi. Sau đó Trần Thâm lại lấy một sấp tiền nữa ra đưa cho người bên cạnh mình. Điều tra tin tức của người đàn ông mà chó hoang nói, nếu cậu ta là lính suốt ngũ thì tính cách hẳn là rất khó chơi, hơn nữa sẽ không đồng ý hợp tác với chúng ta. Nghĩ cách tìm được điểm yếu của cậu ta, tốt nhất có thể biết người nhà của cậu ta ở đâu, khống chế được người nhà cậu ta thì không sợ cậu ta không nghe lời. Trần Thâm nở nụ cười đầy ẩn ý. Gã rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý con người, biết rằng không thể dùng tiền để thuyết phục một số người. Hiện giờ bang Bắc Thành của gã vẫn chưa bị diệt sạch là vì trong tay gã có điểm yếu của mấy quan chức cấp cao. Nghe được lúc chiều Tiêu Chính Văn có cầm theo thuốc thì gã đã đoán được Tiêu Chính Văn đang phải chăm sóc người nhà. Một lát sau, vệ sĩ quay lại nói với gã, bọn em đã tra ra rồi, người đàn ông đó tên là Tiêu Chính Văn, anh ta đang ở khách sạn Phượng Hoàng, hình như còn có vợ anh ta nữa. Vậy thì tốt, đưa số tiền này cho lễ tân bảo lễ tân quan sát Tiêu Chính Văn kỹ vào, chỉ cần cậu ta ra khỏi khách sạn thì lập tức bắt vợ cậu ta lại. Một khi vợ cậu ta ở trong tay chúng ta thì tao không tin cậu ta không nghe lời. Trần Thâm rít một hơi thuốc rồi phả ra một vòng khói dường như đang nắm chắc mọi thứ trong tay. Sáng hôm sau, Tiêu Chính Văn định ra ngoài tìm người mà ông nội bảo mình phải tìm. Hiện giờ mỗi ngày Khương Vi Nhan đều trong tình trạng buồn ngủ. Dựa theo cách giải thích trong mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục, bây giờ có thể là thời điểm quan trọng để Khương Vi Nhan nâng cao thực lực. Mà sau khi Tiêu Chính Văn ra khỏi khách sạn không lâu thì điện thoại anh bỗng vang lên. Hả? À, số điện thoại tiêu chính văn đang dùng là số mới nên rất ít người biết được số này của anh. Bỗng dưng có ai gọi đến khiến tiêu chính văn hơi khó hiểu. Vừa mới bắt máy, bỗng chốc tiêu chính văn lại nổi giận. Chồng à, chồng ơi, anh đang ở đâu thế, em sợ lắm. Giọng Khương Vi Nhan vang lên từ đầu bên kia, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đã có người bắt Khương Vi Nhan đi rồi lúc này khương vi nhan bị trói trên ghế sofa hoảng sợ liên tục kêu cứu với tiêu chính văn nếu muốn cứu vợ mày thì đến câu lạc bộ bắc thành tìm tao chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao thì tao sẽ không làm hại đến vợ mày nhưng nếu mày không chịu đến thì đừng trách tao không nương tay trần thâm ở đầu dây bên kia đe dọa tiêu chính văn tức giận đến mức suýt bóp nát điện thoại không nói nhiều thêm anh tiện tay ngăn một chiếc xe lại rồi bảo đối phương trở đến câu lạc bộ Bắc Thành. Lúc này Trần Thâm đã cử người đứng dưới lầu chờ tiêu chính văn đến. Sau khi đến câu lạc bộ Bắc Thành, lập tức có người mời anh lên phía trên câu lạc bộ. Đi đến phòng VIP thì thấy Trần Thâm đang ngồi trên ghế sofa lấy dao gọt hoa quả cắt móng tay. Tao đã xem tư liệu về mày, tên mày là Tiêu Chính Văn đúng chứ? Đến từ Giang Trung nhỉ, Nghe nói trước đây mày từng là lính, tao muốn thử bản lĩnh của mày ra sao." Trần Thâm giơ tay búng một cái tách, một vệ sĩ thân hình cường tráng ở đằng sau đi ra. "Ta lực đứng đằng sau tao này là một võ sĩ quyền anh ngầm, mày có thể chống đỡ được đòn tấn công của cậu ta trong vòng 3 phút thì tao công nhận bản lĩnh của mày, có thể cho mày gặp vợ." Trần Thâm giơ ba ngón tay lên, "Nếu mày làm không được thì tao không thể đảm bảo an toàn cho vợ mày." A lực vung nắm đấm sông về phía tiêu chính văn, một đòn của tiêu chính văn đập lên mặt hắn ta. Thậm chí A lực còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị văng ra xa, lõm vào trong bức tường để lại một cái hố lớn. Sức tấn công khủng khiếp này khiến Trần Thâm khiếp sợ, sau đó gã vui mừng nhìn tiêu chính văn như nhặt được vàng. Mạnh quá, đúng là mạnh thật, có mày làm vệ sĩ cho tao, sau này bang Bắc Thành của tao sẽ là vô địch thiên hạ. Trần Thâm không khỏi cất cao giọng nói, thậm chí còn vỗ tay cho Tiêu Chính Văn. Anh gọi tôi đến là muốn tôi làm vệ sĩ cho anh à? Tiêu Chính Văn không nhịn được khẽ cười. Chương 889, tiểu thanh gia của nhà họ Liễu. Đúng vậy, bây giờ vợ của mày đang ở trong tay tao. Trần Thâm búng ngón tay, Khương Vi Nhan lập tức bị dẫn ra ngoài. Ban ngày Trần Thâm đã sai người đến khách sạn để bắt trói Khương Vi Nhan lại. Bởi vì Khương Vi Nhan hiện rất yếu, hơn nữa đối phương đã dùng trà pha thuốc mê nên khi bị trói, Khương Vi Nhan không thể phản kháng. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã bị bắt cóc. Hãy suy nghĩ kỹ xem mày có muốn nghe tao nói hay không. Trần Thâm lấy ra một khẩu súng từ trong túi và chĩa vào đầu Khương Vi Nhan. Lúc này sắc mặt của tiêu chính văn đã tối sầm lại vì chuyện này mà anh sai người đến trói vợ tôi sao tiêu chính văn bừng bừng lửa giận bọn họ lại dám động đến vợ anh dám động đến khương vi nhan khương vi nhan là điểm yếu của anh vậy mà bọn họ dám động đến cô sao nghĩ đến đây cơn giận của tiêu chính văn lập tức bùng phát bỏ khẩu súng trong tay anh ra khỏi đầu của vợ tôi nếu không tôi không dám chắc anh sẽ an toàn đâu." Giọng nói trầm thấp của Tiêu Chính Văn chậm rãi vang lên. "Xem ra mày rất quan tâm đến vợ của mày, nếu tao không bỏ ra thì sao?" Lúc này, Trần Thâm vẫn chưa biết hậu quả của việc chọc giận Tiêu Chính Văn, cho nên gã liên tục khiêu khích. "Vậy thì anh nhất định phải chết." Tiếp theo, Tiêu Chính Văn bắn một cây bút từ đầu ngón tay ra cây bút như một loại ám khí sắc bén bay về phía Trần Thâm với tốc độ cực nhanh. Trần Thâm bất giác bóp cò, bút bị bắn trúng khẩu súng lục của gã một cách chính xác, khiến viên đạn bị kẹt lại trong khẩu súng. Tiêu Chính Văn giơ tay đánh thẳng vào bụng gã, Trần Thâm gục xuống và nôn ra hết đống đồ ăn mấy ngày nay. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn kẹp cổ gã lại rồi vặn gãy luôn. Trần Thâm không ngờ rằng, bản thân gã là anh hùng một đời mà lại chết trong tay tiêu chính văn chỉ trong chớp mắt. Khi đám người kia nhìn thấy tiêu chính văn giết chết Trần Thâm, vẻ mặt bọn họ đều đầy vẻ kinh sợ. Nhưng sau đó, tiêu chính văn đoạt lấy một con dao gọt hoa quả trên người Trần Thâm, anh nhấc dao lên chém vào cổ rất nhiều người. Trong nháy mắt, ánh sáng của con dao tỏa ra bốn phía, vô số người ngã trong vũng máu, trên cổ họ hiện lên một vết máu cực sâu khi khương vi nhan nhìn thấy cảnh này cô cũng trợn mắt há mồm kinh hãi nhưng tiêu chính văn đã nhanh chóng cởi bỏ sợi dây trên người cô sau đó ôm cô vào lòng rồi đưa tay ra che mắt cô lại đừng sợ anh đang ở đây nhắm mắt lại rồi đi theo anh anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này tiêu chính văn nói xong anh vừa vung con dao trong tay để không ngừng chém giết những kẻ địch đang liên tục lao tới đồng thời vừa dẫn theo khương vi nhan lao ra khỏi câu lạc bộ bắc thành được rồi tiêu chính văn nói nhỏ bên tai khương vi nhan khi khương vi nhan mở mắt hai người đã bước ra khỏi câu lạc bộ vừa rồi em sợ chết khiếp thật xin lỗi chính văn em lại trở thành hòn đá ngáng chân anh rồi rõ ràng em đã lớn như vậy mà em trên mặt khương vi nhan đầy vẻ tự trách tiêu chính văn sờ vào má cô nói, đừng tự trách nữa, không phải lỗi của em. Bây giờ sức khỏe của em còn chưa hồi phục, cơ thể suy yếu là do anh đã không chăm sóc tốt cho em. Đi thôi, chúng ta về trước đi, anh sẽ pha thuốc cho em, uống thuốc xong cơ thể của em sẽ tốt hơn nhiều. Vâng. Khương Vi Nhan gật đầu và đi theo Tiêu Chính Văn trở về khách sạn. Ngày hôm sau một nhóm cảnh sát đã đến khách sạn và muốn đưa Tiêu Chính Văn về cục cảnh sát để điều tra. Ngày hôm qua có một vụ án giết người ở câu lạc bộ Bắc Thành, chuyện này có liên quan đến anh đúng không? Một người cảnh sát trong nhóm nghiêm nghị hỏi. Tiêu Chính Văn lấy ra giấy chứng nhận là người của chiến khu rồi nói, thân phận của các anh không có quyền điều tra tôi. Gọi cục trưởng của các anh đến kiểm tra số ID của tôi. Nhân viên cảnh sát nghi hoặc kiểm tra số ID của anh, ngay sau đó có một cuộc gọi đến. Đừng trêu chọc người đàn ông này, các anh không chọc vào người này được đâu. Đừng nói là tính mạng của vài tên xã hội đen, cho dù cậu ta có tàn sát cả thành phố này thì các anh cũng sẽ không quản được cậu ta. Nghe nói như vậy, nhóm cảnh sát cảm thấy không thể tin nổi. Ở đâu ra mà có người lợi hại như vậy chứ, ngay cả cục trưởng cũng phải khiếp sợ. Cuối cùng Đầu bên kia điện thoại bổ sung một lời giải thích, cậu ta đến từ Bắc Lương đấy. Khi họ nghe thấy hai chữ Bắc Lương thì lập tức hiểu ra. Thảo nào người đàn ông này có thể tiêu diệt cả bang Bắc Thành. Khi nghe lời giải thích này, nhóm cảnh sát đã dấy lên lòng tôn kính đối với Tiêu Chính Văn và nhanh chóng rời đi. Một quân nhân giải ngũ của Bắc Lương đã đến thuộc địa sao? Vào lúc này, trong văn phòng của Tổng cục Thanh tra thuộc địa, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt mờ mịt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta là đồng chấn hải tổng tư lệnh của Tổng cục Thanh tra thuộc địa. Phía sau ông ta còn có một người đàn ông khác khoảng chừng 30 tuổi, tên là Chu Diệu sinh cục trưởng đã mắng cấp dưới của mình, bảo cấp dưới đừng chọc giận tiêu chính văn lúc nãy. Lúc này Chu Diệu sinh đang tràn đầy vẻ vui mừng, nói, xếp đồng, ông có muốn tôi cử người đi bảo vệ bọn họ không? Đồng Trấn Hải nhíu mày nói, tạm thời không cần, vì chúng ta vẫn chưa biết thân phận và thông tin của đối phương. Theo lý mà nói thì người của Bắc Lương sao lại xuất hiện ở thuộc địa chứ? Đây không phải là vùng đất thuộc quyền quản lý của Bắc Lương. Hơn nữa, theo thông tin tình báo của cậu, tài liệu về thân phận của người này là hồ sơ tuyệt mật. Đúng vậy, xếp đồng, chúng tôi chỉ nhận được thông tin từ chiến bộ rằng cậu ta là quân nhân ở Bắc Lương, còn tất cả những nội dung khác đều cần quyền hạn cấp 5S mới có thể xem. Ông nói xem người này có phải là sĩ quan chỉ huy đứng đầu ở chiến khu Bắc Lương hay không? Chu Diệu Sinh vừa nói vừa duỗi ngón tay chỉ lên trần nhà, ý là người ở trên cao. Nghe xong lời này, đồng chấn hải quay người lại, dập tàn thuốc trong gạt tàn, nói cử một vài người đi theo cậu ta, Đừng vội bước dây động rừng, bí mật bảo vệ là được, điều tra xem khi nào đối phương rời khỏi thuộc địa. Ngoài ra, cậu nên thông báo cho tư lệnh lý của tổng bộ sở chỉ huy quân đội rằng có một nhân vật lớn từ Bắc Lương đã đến thuộc địa. Bảo ông ta tìm cách liên lạc để xem đối phương có thân phận gì. Vâng, tôi sẽ làm ngay, Chu Diệu Sinh trả lời, chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng làm việc. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn đã đưa Khương Vi Nhan trở lại khách sạn, anh bắt gặp Chu Diệu Sinh đã đợi anh từ lâu ngay tại cửa. Khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn đến, Chu Diệu Sinh chào anh bằng một nụ cười cung kính rồi nói, Xin chào cậu Tiêu, tôi là cục trưởng của phân khu 4, tên là Chu Diệu Sinh, rất vui được gặp cậu. Tiêu Chính Văn cau mày, liếc nhìn Chu Diệu Sinh, ra hiệu Khương Vi Nhan đi lên phòng trước, sau đó anh hỏi, cục trưởng ngô, anh tìm tôi làm gì? Chu Diệu Sinh cười nói, "Cậu Tiêu, đi ra chỗ khác rồi nói." Tiêu Chính Văn gật đầu rồi đi theo Chu Diệu Sinh vào chiếc xe chuyên dụng. "Cậu Tiêu, là như này, chúng tôi được biết cậu là một quân nhân ở Bắc Lương, nhưng chúng tôi không có quyền tra xét thông tin khác của cậu. Vì vậy, tôi đoán rằng cậu nhất định có thân phận rất quan trọng ở Bắc Lương." Chu Diệu Sinh nói thẳng vào vấn đề chính. Tiêu Chính Văn mỉm cười nhìn Chu Diệu Sinh, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói cục trưởng Ngô, hãy yên tâm, tôi đến thuộc địa chỉ để tìm người, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện ở địa bàn các anh. Chu Diệu Sinh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cậu Tiêu, cậu đang nói về chuyện gì? Không có gì lạ khi Chu Diệu Sinh lại căng thẳng đến vậy, bởi vì trước đó thuộc địa đã có ân oán và mâu thuẫn với Bắc Lương. Khi đó cựu tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội thuộc địa đã không tuân theo sự sắp xếp của thời chiến, làm lỡ thời cơ chiến đấu, hại quân lính tinh anh Bắc Lương bị thương và tử vong lên đến con số 3.000 người. Vì lý do này mà vua Bắc Lương đã nổi giận và dẫn 50.000 quân tới bao vây tổng bộ của sở chỉ huy quân đội thuộc địa. Đồng thời, vua Bắc Lương đã dựa theo luật quân sự của Hoa Quốc để bắn chết cựu tổng tư lệnh trước mặt mọi người. Hơn nữa, cựu tổng tư lệnh này cũng là thành viên của một gia tộc có tiếng tại thuộc địa. Vì lý do này mà các gia tộc giàu có và một số nhân vật lớn trong thuộc đại đã có những hiểu lầm nghiêm trọng với Bắc Lương. Cộng thêm việc bị kẻ ác lợi dụng, thêm mắm dặm muối nên dẫn đến một bộ phận người dân thuộc địa cho rằng, người của Bắc Lương là những kẻ giết người không chấp mắt. Lúc này, khi nghe thấy câu hỏi cầu chu diệu sinh, Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt và nói, Cục trưởng Ngô, giúp tôi kiểm tra người này nhé. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa cho Chu Diệu Sinh bức ảnh mà ông nội của anh đã đưa cho anh. Chu Diệu Sinh nhìn vào ảnh, sau đó anh ta cau mày lại kinh ngạc nói, đây không phải là tiểu thanh gia của nhà họ Liễu sao? Chương 890, nhà họ Ngô ở Nam Thục. Tiểu thanh gia của nhà họ Liễu. Tiêu Chính Văn cau mày. Chu Diệu Sinh vội vàng nói, đúng vậy thưa cậu Tiêu, người trong bức ảnh này là tiểu thanh gia của nhà họ Liễu, tên là Liễu Thanh là cậu hai của nhà họ Liễu ở Thục địa, tính cách phong lưu, ngang ngạnh ương bướng, nhưng nhân phẩm thì không có vấn đề gì. Mà nhà họ Liễu này lại là danh môn vọng tộc ở Tây Thục. Liễu Thanh này vốn có hôn ước với cô chủ nhà họ Mạc ở Đông Thục, đó cũng là hôn ước mà cả Thục địa đều vô cùng mong chờ. Bởi vì nhà họ Liễu ở Tây Thục và nhà họ Mạc ở Đông Thục đều là những gia tộc giàu có hàng đầu ở nơi này, liên hôn giữa các gia tộc quyền quý chính là giai thoại lịch sử của Thục địa. Thế nhưng Liễu Thanh này tính tình phong lưu khó sửa, không những từ chối hôn ước với cô chủ nhà họ Mạc ở Đông Thục mà còn chạy đến ở rể cho một nhà họ Sư hàng hai ở Nam Thục. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày. Thục địa chia làm 3 vùng, lần lượt là Đông Thục, Tây Thục và Nam Thục. Cả thục địa có 80.000 binh lính độc lập, toàn bộ đều do ba tổng tư lệnh của Sở Chỉ huy quân đội thục địa quản lý. Mà Sở Chỉ huy quân đội lại được xây dựng tại khu vực Nam Thục bởi vì Nam Thục nằm gần đường biên giới, tiếp giáp với ba quốc gia. Đông Thục và Tây Thục không xây dựng sở chỉ huy quân đội. Đông Thục có 20.000 binh lính đóng quân. Tây Thục có 30.000 binh lính đóng quân. Nam Thục có 30.000 binh lính đóng quân. Mà binh lính và số hiệu của ba nơi này đều nằm độc lập bên ngoài năm Chiến khu lớn. Bởi vì từ xưa đến nay thuộc địa đều là nơi giao tranh của các nhà quân sự. Vậy nên từ thời nhị đại thiên tử đã tách riêng thuộc địa ra, trở thành quân đội thuộc địa riêng biệt chỉ có ở nơi này. Đây cũng là quân đội nổi tiếng ở cả Hoa Quốc và quốc tế. Từ thuở xưa đã có lời ca ngợi, quân đội thuộc địa vô địch. Hơn nữa, quân đội thuộc địa cũng chưa lần nào thất bại cả. Thế nhưng, bởi vì sự thất trách và tư lợi của Tổng tư lệnh Sở Chỉ huy quân đội Nam thuộc tiền nhiệm mới dẫn đến việc quân Bắc Lương thương vong 3.000 binh lính. Cũng bởi vì như vậy, Tiêu Chính Văn mới dẫn quân Bắc Lương bao vây thuộc địa, bắn chết tên chỉ huy làm lỡ dở thời cơ chiến đấu ngay tại chỗ. Cũng chính từ lúc đó, quân đội và cả nhân dân thuộc địa bắt đầu ôm hận với Bắc Lương. Sau đó thì sao? Tiêu Chính Văn hỏi. Chu Diệu Sinh trả lời, Liễu Thanh này chạy đến ở rể cho một nhà họ Sư ở Nam Thục, đương nhiên chọc cho ông cụ nhà họ Liễu nổi điên lên, lập tức mở họp báo tuyên bố rằng đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với Liễu Thanh còn xóa tên anh ta ra khỏi gia phả nhà họ Liễu. Đồng thời, nhà họ Mạc còn trở thành trò cười ở Đông Thục vì bị Liễu Thanh từ chối hôn ước, việc này khiến cho người nhà họ Mạc vô cùng thống hận Liễu Thanh và nhà họ Liễu. Có thể nói, hai gia tộc giàu có ở Đông Thục và Tây Thục bây giờ giống như nước với lửa. Ngay cả người dân hai nơi cũng căm ghét và hận thù lẫn nhau. Nghe đến đây, Tiêu Chính văn cau mày, không ngờ cục diện ở Thục địa lại như vậy. Hơn nữa, nhà họ Liễu và nhà họ Mạc lại còn có thể ảnh hưởng tới nhân dân một vùng. Đưa tôi đến Nam Thục, tôi phải gặp Liễu Thanh, Tiêu Chính Văn nói. Nghe vậy, Chu Diệu Sinh liếc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kỳ quái, nói cậu Tiêu, trước khi cậu đến lẽ nào không nghe nói tới chuyện gì hay sao? Chuyện gì? Tiêu Chính Văn nhíu mày, hỏi người lại. Chu Diệu Sinh hít sâu vào một hơi, lắc đầu nói, cậu Tiêu bây giờ không thể đến Nam Thục được đâu. Nhà họ sư này là gia tộc hạng 2 ở Nam Thục, nhưng bởi vì đắc tội với thế gia hạng nhất ở đó là nhà họ ngô nên hiện đang phải đứng trên bờ vực phá sản và cả gia tộc sắp bị giết hại. Chuyện gì vậy chứ? Ánh mắt tiêu chính văn chợt trở nên sắc lạnh, hỏi. Chu Diệu Sinh nói, bởi vì cô chủ của nhà họ sư này xinh đẹp như hoa, được cậu chủ ba nhà họ ngô yêu thích, toàn tính gài cho nhà họ sư một vố, khiến họ phải đối diện với tình cảnh phá sản. Cậu Tiêu, tôi biết cậu là người Bắc Lương, thân phận nhất định tôn quý hơn tôi, nếu không thì nội bộ hệ thống của chúng tôi sẽ không thể không tra ra nổi. Trước khi tới đây, cục trưởng của chúng tôi đã đặc biệt sẵn dò, muốn chúng tôi ngầm bảo vệ cho sự an toàn của cậu, dù gì thì người ở đây cũng không hòa hợp với người Bắc Lương lắm. Nếu như cậu tới Nam Thục, để lộ ra thân phận của mình, vậy thì có một số chuyện sẽ không thể khống chế nổi đâu hơn nữa nhà họ ngô còn có tiếng nói tuyệt đối ở nam thục tại sao chứ tiêu chính văn hỏi chu diệu sinh nói bởi vì gia chủ nhà họ ngô này chính là tổng chỉ huy của sở chỉ huy quân đội nam thục hơn nữa cậu hai nhà họ ngô cũng là cục trưởng của tổng cục thanh tra nam thục cô ba nhà họ thục lại là người giàu có nhất đất nam thục có thể nói rằng nhà họ ngô này kiểm soát hoàn toàn quân đội tổng cục thanh tra và cả cục diện kinh tế của nam thục nói đến đây chu diệu sinh không khỏi hít sâu vào một hơi nói dù có là cục trưởng đồng của tổng cục thanh tra tây thục chúng tôi đến nam thục thì cũng phải xem sắc mặt của nhà họ ngô mà hành sự tiêu chính văn trầm mặc trong chốc lát nói đưa tôi đến nam thục nghe vậy chu diệu sinh nghiêm túc nhìn tiêu chính văn cũng không nói thêm gì chỉ lên tiếng được sau đó tiêu chính văn ngồi xe của chu diệu sinh đi tới nam thục đồng thời anh cũng gọi cho Khương Vi Nhan một cuộc điện thoại, nói là đi xử lý chút chuyện và sẽ trở về ngay. Ngoài ra, Chu Diệu Sinh cũng cử lính tuần canh giữ bên trong khách sạn, bảo vệ cho sự an toàn của Khương Vi Nhan. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Chu Diệu Sinh đã được tiêu chính văn tới nhà họ sư ở Nam Thục. Lúc này, cửa chính nhà họ sư đang đóng chặt, quang cảnh vô cùng tiêu điều. Mà vào lúc tiêu chính văn chuẩn bị xuống xe, mười mấy chiếc xe thương vụ và xe con màu đen, còn có ba, bốn chiếc xe jeep và xe tải quân dụng màu xanh đột nhiên lao tới từ xa, bao vây lấy nhà họ sư. Động tĩnh và cảnh tượng này thật sự dọa người. Một nhóm vệ sĩ mặc tây trang đen nhảy từ trên xe xuống. Mà những binh lính kia lại mang theo súng ống, bao vây kín mít cửa lớn nhà họ sư. Sau đó, một người thanh niên vô cùng phong độ bước xuống từ trên một chiếc xe benly màu đen, đeo kính dâm, nhướng mày nhìn cửa chính biệt thự nhà họ sư trước mắt khóe miệng lạnh lùng nhếch lên sau đó hắn giơ tay lên những vệ sĩ và binh lính mặc tây trang đen xông thẳng vào biệt thự nhà họ sư chu diệu sinh ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng này thì giải thích cậu tiêu người này là cậu ba nhà họ ngô ngô khắc dũng tính cách ác độc háo sắc không việc ác gì không làm thế nhưng bởi vì bối cảnh và quan hệ của nhà họ ngô nên tới giờ ngô khắc dũng vẫn chưa bị bắt thậm chí còn thành lập băng nhóm của riêng mình ở nam thục tiêu chính văn nhíu mày ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh đồng thời trong lòng anh cũng rất hiếu kỳ người mà ông nội bảo mình đến tìm lại bình thường như vậy sao liễu thanh của nhà họ liễu nếu như thật sự là một tên vô dụng thì tiêu chính văn sẽ chỉ giúp anh ta giải quyết rắc rối trước mắt sau đó sẽ trở về giang trung nghĩ vậy tiêu chính văn trầm mặc trong chốc lát lúc này Ngô Khắc Dũng dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào trong đại viện nhà họ sư. Bên trong biệt thự nhà họ sư chỉ còn lại hai cụ già, cô chủ sư song song, bố mẹ của sư song song và cả một người quản gia đã có tuổi. Những kẻ hầu người hạ còn lại đã bị cho nghỉ việc từ ba ngày trước cả rồi. Lúc này, Ngô Khắc Dũng nghênh ngang đi vào trong, nhìn đám người nhà họ sư đang túm tụm lại một góc, sư song song luống cuống đứng chắn phía trước mọi người, vô cùng sợ hãi nhìn ngô khắc dũng, gào lên, anh, anh còn đến đây làm gì nữa? Không thể không nói, sư song song này quả thực là một cô gái xinh đẹp, giống như tiên nữ trong tranh. Khó trách ngô khắc dũng này lại mê đắm sư song song đến thế. Ngô khắc dũng bật cười lạnh lùng, liếc mắt nhìn một vòng, nói, ồ, tên khốn nạn liễu thanh đâu, đừng nói là chạy rồi đấy chứ. Ha ha, ngay cả vợ mình cũng không thể bảo vệ, đúng thật là phế vật nói xong ngô khắc dũng giơ tay lên nói dẫn cô ta đi trong nháy mắt bảy tám tên vệ sĩ mặc vest đen lập tức xông tới túm lấy sư song song mặc cho sư song song giấy giụa kịch liệt không ngừng kêu gào nhưng căn bản cũng chẳng ích gì mà lúc này một bóng người mang theo lửa giận mút trời đột nhiên xuất hiện trước cửa trầm giọng nói ngô khắc dũng mày đang tự tìm đường chết đấy à thả vợ tao ra ngay chương 891, bá đạo vô song. Khuôn mặt ngô khắc dũng đanh lại, liếc nhìn bóng dáng cao lớn đột một xuất hiện ở cửa, không khỏi nhếch mép cười khẩy, nói, liễu thanh, thật không ngờ mày còn dám quay lại. Sao nào, quay lại để tự tìm đường chết à? Đừng tưởng mày là con cháu nhà họ liễu ở Tây Thục mà tao không dám động đến mày. Đừng quên, nhà họ liễu đã vạch rõ ranh giới với mày rồi bây giờ chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao thì tao sẽ tha cho mày. Ngô Khắc súng cười gần, ỉ vào việc bản thân có hàng chục vệ sĩ và binh lính mang súng bên cạnh nên rất kiêu căng. Còn người đàn ông trước mặt hắn, thân hình cao lớn, lông mày hình kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, chính là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái. Chồng à, mau chạy đi, mặc kệ em, chạy đi sư song song bị mấy vệ sĩ bắt giữ không ngừng vùng vẫy, la hét. Liễu Thanh thấy vậy, hai mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm vào ngô khắc dũng, lạnh lùng nói thả cô ấy ra. Ngô khắc dũng cười khẩy rồi nói, tên họ Liễu kia, đã đến nước này rồi, mày cho rằng tao sẽ nghe lời mà thả vợ mày ra à? Hôm nay, nếu mày không quỳ xuống thì mày chỉ có thể dương mắt đứng nhìn tao chơi đùa thưởng thức vợ mày ngay trước mắt thôi. Sứt lời, ngô khắc dũng liền ôm sư song song vào lòng dùng sức hít hà chiếc cổ trắng nõn mịn màng của cô ấy sư song song run lên vì sợ hãi vùng vẫy la hét cút ra liễu thanh siết chặt nắm đấm ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào ngô khắc dũng chỉ cần tao quỳ xuống thì mày sẽ thả vợ tao ra đúng không liễu thanh hỏi ngô khắc dũng nghe vậy cười nói đúng có thể khiến cậu chủ nhà họ liễu ở tây thục quỳ gối trước mặt tao thì tao còn cần gì hơn nữa nghe vậy sư song song lo lắng không ngừng lắc đầu đừng chồng à đừng làm vậy liễu thanh nhìn sư song song nắm chặt hai tay cuối cùng chậm rãi khuỵu gối xuống thấy cảnh này ngô khắc dũng bật cười cười một cách điên cuồng nói mấy người nhìn đi hắn quỳ xuống rồi hắn quỳ gối trước mặt tôi rồi này trong phút chốc Ngô Khắc Dũng xông lên phía trước, đạp vào lồng ngực Liễu Thanh sau đó hung hăng dẫm mạnh vào ngực anh ta, trịnh thượng nói, đồ vô dụng. Đến cả vợ mình còn không bảo vệ nổi, mày còn là đàn ông không? Mày tưởng rằng mày quỳ xuống thì tao sẽ thả vợ mày ra à? Đúng là dễ tin người thật, ngày trước là cậu chủ nhà họ Liễu kiêu ngạo, phong lưu, giờ sao lại biến thành đồ bỏ đi vậy? Liễu Thanh ngã trên đất, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dường như đang đè nén điều gì đó bên kia sư song song cũng ngã xuống đất lớn tiếng gào khóc thả chồng tôi ra xin anh tha cho chồng tôi ngô khắc dũng cười khẩy nhìn cảnh tượng này rồi nói thật là cảm động lòng người đáng tiếc hôm nay chẳng có ai đến cứu các người đâu thế nhưng vừa dứt lời ngoài cửa đột nhiên có một bóng người bao phủ bởi sự lạnh lẽo cùng với đó là giọng nói lạnh như băng nếu tôi muốn cứu họ thì sao nghe thấy lời này Sắc mặt Ngô Khắc Dũng u ám và đầy vẻ giận dữ, hắn nhíu mày nhìn người đàn ông đang bước vào, nói: "Mẹ kiếp, mày là ai vậy? Chuyện của tao mà mày cũng dám nhúng tay vào hả?" Người đàn ông vừa đi vào là Tiêu Chính Văn. Lúc này, hai tay anh đang đút trong túi quần, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, liếc nhìn cảnh tượng trước mặt và Liễu Thanh đang bị Ngô Khắc Dũng dẫm đạp lên người, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói: "Sao ông nội lại bảo tôi đến tìm anh chứ?" liễu thanh này quả thật hơi vô dụng lẽ nào là ông nội anh nhầm lẫn gì rồi tiếp đó tiêu chính văn nhướng mày nhìn vẻ mặt phẫn nộ của ngô khắc dũng nói nể mặt tôi tha cho nhà họ sư đi nghe vậy ngô khắc dũng vô cùng giận dữ nhìn chằm chằm tiêu chính văn hét lên nể mặt mày mày là cái thá gì mày là ai có biết tao là ai không hả vừa mới biết tiêu chính văn thờ ơ nói nghe câu này Ngô khắc Dũng phát hỏa, giận dữ, quát con. Mày chán sống rồi à, lên cho tôi. Phút chốc, mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen rút dao găm ra, lao về phía tiêu chính văn. Thế nhưng, chỉ sau mấy phút giáp mặt, đám vệ sĩ ngã như ngả dạ, toàn bộ ôm ngực lăn lộn trên mặt đất, ói ra máu tươi. Đám người ngô khắc dũng hoàn toàn không nhìn rõ tiêu chính văn ra tay thế nào. Giờ phút này, hắn vô cùng hoảng sợ, vội lùi về sau mấy bước trốn sau mấy binh lính cầm súng. Kinh hãi nhìn chầm chầm vào tiêu chính văn đang đi về phía mình, gào thét má nó. Nổ súng đi. Ngay tức khắc, mấy chục binh lính mở chốt chuẩn bị khai đạn. Thế nhưng, tiêu chính văn đã nhấc tay lên, hàng chục cây kim châm bắn ra, cắm vào tay phải mấy tên lính kia. Phút chốc cánh tay của bọn họ tê liệt, súng lập tức rơi xuống đất. Giờ phút này, ngô khắc dũng đã hoảng loạn tiêu chính văn bước đến đá một cước vào ngực ngô khắc dũng khiến hắn bay ra ngoài một tiếng rầm vang lên ngô khắc dũng va vào một cây cột cả người từ từ ngã gục trên đất ôm bụng và bụng lăn lộn kêu gào mẹ kiếp mày dám đá tao tao nhất định sẽ không tha cho mày tao sẽ bảo bố tao chú hai tao bắt mày lại ngô khắc dũng gào thét lúc này tiêu chính văn đã bước đến một chân dẫm lên ngực ngô khắc dũng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, giờ tôi hỏi anh, chuyện của nhà họ sư có thể kết thúc chưa? Ngô Khắc Dũng vừa định mở miệng nói không, thì tiêu chính văn lại dẫm mạnh hơn, khiến hắn phải hét lên, cảm thấy xương lồng ngực như đang gãy ra từng khúc. Ngay sau đó, hắn vội gào thét, đại ca mau nhấc chân, rồi rồi rồi, tôi không dám nữa, xin đại ca tha cho tôi. Cũng không thể trách ngô khắc dũng phải vội vã cầu xin, tiêu chính văn thật sự không hề nương tay chỉ hai lần xuống tay mà toàn bộ vệ sĩ và binh lính mà hắn dẫn theo đều bị đánh ngã. Lúc này tiêu chính văn mới nhấc chân, lạnh lùng nói cút. Ngô khắc dũng vội vàng bò dậy, ôm ngực, dẫn theo đám đàn em chạy ra cửa, không quên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với tiêu chính văn, mắng, danh con, mày đợi đó. Có gan thì đừng chạy, tao nhất định cho mày đẹp mặt. Tiêu chính văn nhíu mày, vừa nhấc chân lên, tên ngô khắc súng đã gào mồm lên rồi bỏ chạy. Ngoài cửa, chu diệu sinh đang ngồi trên xe, liên tục hút thuốc, nhìn thấy đám ngô khắc súng chạy thục mạng ra ngoài như trốn chạy điều gì đó. Lúc này, chu diệu sinh cũng luống cuống, tiêu rồi, xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, chu diệu sinh gọi cho đồng Trấn hải, vội vàng nói, xếp đồng, xảy ra chuyện rồi. Hình như cậu tiêu đánh cả cậu ba nhà họ ngô, ngô khắc dùng rồi tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Bên kia điện thoại, đồng chấn hải nghe thấy vậy cũng hoảng loạn, đứng bật dậy, nói cậu nói gì cơ? Đánh cậu ba nhà họ ngô ư? Xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Diệu sinh, bất kể thế nào, trước khi tôi đến nhất định phải ổn định tình hình. Tôi sẽ dẫn người qua đó. Xếp đồng, tôi, tôi sợ là không trụ nổi mất. Nhà họ ngô này, ai dám cản? Vẻ mặt Chu Diệu sinh hết sức lo lắng và hoảng sợ. Đồng Trấn Hải quát, không trụ được cũng phải trụ, nếu xảy ra xung đột với Bắc Lương, tôi và cậu đều phải cởi bỏ quân trang đó. Hơn nữa, ông đây bảo cậu ngăn cản nhà họ Ngô à? Tôi bảo cậu ngăn cản vị tổ tông Bắc Lương kia kìa. Chương 892, nam Thục sắp xảy ra bão lớn rồi. Vừa dứt lời, Đồng Trấn Hải cúp điện thoại sau đó ông ta dùng điện thoại riêng gọi đến một số điện thoại và vội vã nói lập tức điều động nhân sự bảo bốn trung đội lính tuần lập tức tới nhà họ sư tại nam thục ngoài ra thông báo cho tư lệnh tề của sở chỉ huy quân đội tây thục bảo ông ta phải lập tức điều binh đến nam thục để giữ vững cục diện cúp điện thoại đồng chấn hải lao ra khỏi khỏi văn phòng tòa nhà với vẻ mặt nôn nóng ông ta lên xe chuyên dụng và chạy thẳng đến nam thục vào lúc này trong sân nhà họ sư Liễu Thanh lo lắng đỡ sư Song Song lên khỏi mặt đất với vẻ mặt quan tâm hỏi vợ à em không sao chứ? Sư Song Song lắc đầu nói em không sao, chồng anh thì sao? Liễu Thanh mỉm cười lắc đầu. Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn và chắp tay nói cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ nhưng anh nên đi nhanh đi vì nhà họ Ngô ở Nam Thục là gia tộc hạng nhất vừa nãy anh đã đánh Ngô khắc súng nên hắn chắc chắn đã đi gọi người rồi nếu lát nữa hắn đến đây thì anh sẽ không chạy thoát được đâu tiêu chính văn cau mày nhìn liễu thanh trong lòng tràn đầy vẻ nghi ngờ theo lời của chu diệu sinh liễu thanh là người kiên cường bất khuất phong lưu hào phóng sao bây giờ nhìn anh ta lại có vẻ nhún nhường và mềm yếu đến vậy nói cách khác anh ta chỉ là một kẻ vô dụng và nhát gan sợ phiền phức lúc này sư song song ở một bên vẫn rất sợ hãi nhưng cũng nói theo đúng vậy anh đi mau đi ngô khắc dũng nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu người nhà họ sư ở phía sau cũng đi tới với vẻ sợ hãi bất an tiêu chính văn nhìn liễu thanh hỏi anh tên là liễu thanh đúng không nghe vậy liễu thanh sửng sốt anh ta nhướng mày nghi ngờ rồi gật đầu nói đúng vậy tôi nghe nói anh từng là một người kiêu ngạo kiên cường phong lưu hào phóng vậy tại sao anh lại chọn ở rể trong nhà họ sư hơn nữa anh còn trở nên thận trọng và sợ phiền phức đến như vậy tiêu chính văn hỏi sau khi liễu thanh nghe xong anh ta bất đắc dĩ mỉm cười nhìn sư song song bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng nói bởi vì nhờ vợ của tôi mà tôi mới phát hiện ra mình đã từng là một tên vô lại cho nên tôi đã thay đổi bản thân để bù đắp cho vợ tôi thật nhiều nghe anh ta nói như vậy tiêu chính văn gật đầu anh nhìn ra được liễu thanh rất yêu quý sư song song tuy nhiên từ đầu đến cuối anh vẫn không hiểu ông nội anh bảo anh đi tìm liễu thanh để làm gì ông nội anh còn nói rằng anh ta sẽ rất có ích cho anh nhưng bây giờ nhìn liễu thanh chỉ như một người bình thường vô dụng trong khi mấy người họ đang nói chuyện chu diệu sinh đột nhiên chạy vào anh ta hét lên với vẻ mặt hoảng sợ cậu tiêu đi mau ngô khắc dũng đã dẫn tới một nhóm binh lính và vệ sĩ nghe vậy tất cả mọi người trong nhà họ sư đều luống cuống hoảng sợ ngay cả sư song song cũng ôm chặt lấy liễu thanh cảm thấy rất sợ hãi liễu thanh nói anh bạn anh đi mau đi tuy rằng chúng ta chưa bao giờ gặp mặt nhưng hôm nay anh đã ra tay giúp tôi liễu thanh này sẽ không bao giờ quên đi mau không thể vì chúng tôi mà liên lụy tới anh được nhưng anh ta còn chưa dứt lời hàng trăm tên vệ sĩ mặc vest đen đã lao tới còn có đám binh lính cầm súng xông vào, ngay lập tức đã bao vây toàn bộ khu biệt thự. Cùng lúc đó, bên ngoài có rất nhiều chiếc xe quân sự đang ầm ầm chạy tới. Đám lính trang bị đầy đủ vũ trang đang liên tục lao xuống từ trên xe. Cùng lúc đó, một chiếc xe jeep quân sự nhanh chóng lao tới làm cho bụi đất bay mù mịt. Bịch, một đôi giày lính sáng bóng bước ra khỏi xe. Đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi với bộ vai lưng rắn chắc trên vai đeo quân hàm trung úy sau khi hắn xuống xe ngô khắc dũng cũng nhanh chóng bước xuống với khuôn mặt đầy vẻ giận dữ hét lên đi vào bắt người tên trung úy gật đầu rồi bước vào trong khu nhà hắn nhìn thấy tiêu chính văn và các thành viên trong nhà họ sư đang bị đám người vây quanh ngay sau đó ngô khắc dũng cũng xông vào đẩy mọi người ra tức giận nhìn chằm chằm vào tiêu chính văn mắng nhiếc thằng nhóc mày còn chưa chạy à Mày thật sự muốn chết sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn từng vòng binh lính xung quanh, tất cả đều cầm súng và chĩa súng vào anh. Khoảnh khắc này, toàn thân anh toát ra luồng sát khí lạnh lùng. Quân khu ở thuộc địa này quá lộn xộn, hoàn toàn là tự tung tự tác. Lúc này, Chu Diệu Sinh bỗng lao ra từ phía sau đám người, vội vàng hét lên, "Cậu Ngô, đợi một chút. Cậu ta là khách của Tây thuộc chúng tôi." mong cậu Ngô nể mặt cục trưởng tổng cục thanh tra Tây Thục và cục trưởng đồng mà tha cho cậu ta một lần. Thấy Chu Diệu Sinh cầm theo giấy chứng nhận lao ra phía trước, Ngô Khắc Dũng đen mặt quát, người của Tây Thục ư? Cho dù cục trưởng đồng của anh có đứng trước mặt tôi thì cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Hôm nay tôi nhất định phải bắt người, nếu tổng cục thanh tra Tây Thục không vừa ý thì cứ tới nhà họ Ngô mà đòi người. Biến ngay. Ngô Khắc Dũng nổi giận hét lên mấy binh lính phía sau hắn cũng bắt đầu bao vây Chu Diệu Sinh. Lúc này, Chu Diệu Sinh lo lắng hét lớn, cậu ngô, không được đâu. Tuyệt đối không thể bắt cậu ta, nếu không sẽ gây ra rắc rối khủng khiếp cho nhà họ ngô và nam thục, thậm chí toàn bộ thục địa. Nghe vậy, ngô khắc dũng lạnh lùng cười nhạo, nói, nực cười. Ở Nam Thục không tồn tại bất cứ thứ gì có thể khiến cho nhà họ ngô của tôi phải sợ cả. Tôi cũng không tin chuyện ma quỷ. Bắt tên này mà có thể khiến cho thuộc địa Long Trời lở đất được sao?" Vừa dứt lời, Ngô Khắc Dũng ra hiệu cho tên trung úy bên cạnh, nói trói lại. "Vâng." Tên trung úy gật đầu, hắn ra hiệu cho hai binh lính tiến lên trước, ra tay với Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn cười khẩy, anh liếc xéo hai tên lính đang bước tới, vung tay đánh hai đòn khiến chúng bay ra ngoài rồi ngã phịch xuống đất ngất xỉu. Nhìn thấy cảnh này, tên trung úy giận dữ lấy súng từ thắt lưng ra rồi chỉ vào tiêu chính văn hét lên làm phản rồi còn dám ra tay sao mày có tin tao bắn chết mày không hả lông mày tiêu chính văn nhíu chặt lại liếc nhìn tên trung úy đang chĩa súng về phía mình anh bình tĩnh bước về phía đối phương rồi nói anh thử nổ súng xem câu nói này vang vọng khắp khu nhà khiến tất cả mọi người đều sửng sốt khi tên trung úy thấy tiêu chính văn bước tới hắn hoảng sợ vội vàng lên nòng muốn nổ súng. Nhưng khi hắn bóp cò thì viên đạn lại bị kẹt. Cho dù hắn có bóp cò thế nào đi chăng nữa thì khẩu súng vẫn chỉ kêu cạch cạch. Vãi! Tên trung úy giận dữ hét lên, lúc này tiêu chính văn đã đi tới bên cạnh hắn, anh giơ tay lên bóp cổ đối phương rồi vặn gãy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt đều bị dọa sợ chết khiếp. Ngô khắc súng càng hoảng sợ hét toáng lên, nổ súng đi tên này đã giết Trung Ý Lưu rồi. Ngay lập tức, đám binh lính lập tức lên nòng, chuẩn bị nổ súng. Nhưng Tiêu Chính Văn vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh xoẹt qua tầm mắt của mọi người. Những khẩu súng bị con dao quân đội năm cạnh chém nát. Đám binh lính hoảng sợ, sững sờ tại chỗ. Còn Tiêu Chính Văn đã bước tới bên cạnh Ngô Khắc Dũng, ánh mắt anh tựa như thần chết cứ nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói, việc sử dụng binh lính cho mục đích riêng là quyền lực của nhà họ ngô ở Nam Thục sao. Nếu đã như vậy thì bản soái sẽ chỉnh đốn lại quân khu thuộc địa. Vừa dứt lời, tiêu chính văn giơ tay lên bóp cổ ngô khắc dũng, nâng hắn lên khỏi mặt đất. Lúc này, ngô khắc dũng đã sợ hãi đến mức không ngừng dẫy giụa, gào lớn, mày, mày mau thả tao ra. Nếu mày dám làm gì tao, nhà họ ngô của tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày cho dù mày có chạy tới chân trời góc biển thì nhà họ ngô của tao cũng sẽ truy sát mày tới cùng ngay cả người thân bạn bè của mày vợ con bố mẹ của mày nhà họ ngô tao đều sẽ giết hết nghe hắn nói vậy tiêu chính văn lập tức nổi giận nhà họ ngô sai quá nhỉ anh vừa dứt lời tiếng răng rác vang lên tiêu chính văn đã vặn gãy cổ ngô khắc dũng sau đó ném hắn xuống đất trước mặt mọi người lúc này Tất cả đám vệ sĩ, binh lính bị mất súng, người nhà họ Sư và Chu Diệu Sinh đều trợn tròn hai mắt, trên mặt ngập tràn vẻ hoảng sợ tột cùng. Ngô Khắc súng chết rồi sao? Xong rồi. Xong thật rồi. Nam thuộc sắp xảy ra bão lớn rồi. Chương 893, cơn giận long trời lở đất của nhà họ Ngô. Chu Diệu Sinh là người đầu tiên lao ra, nhìn Ngô Khắc Dũng đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt anh ta đầy kinh hoàng và hoảng sợ anh ta gión rén, cẩn thận thử kiểm tra hơi thở, ngô khắc súng chết thật rồi. Khoảnh khắc ấy, Chu Diệu sinh sợ tới mức toát mồ hôi hột, run rẩy đứng dậy, liếc nhìn Tiêu Chính Văn rồi nói, cậu Tiêu, cậu đã gây ra chuyện lớn rồi, là một tai họa khó mà gánh nổi. Cậu ta, cậu ta là cậu ba của nhà họ ngô đấy, cũng là con cháu được chiều chuộng nhất nhà. Cậu giết cậu ta rồi, cả nam thuộc này sẽ đối đầu với cậu. Cậu mau đi đi, không thể ở nơi này lâu hơn nữa chu diệu sinh thực sự sợ hãi thế lực của nhà họ ngô ở nam thục là vô địch không một ai dám chống lại ngay cả tây thục cũng phải kém hơn nam thục phần nào mà bây giờ tiêu chính văn lại giết ngô khắc dũng hành động này khác nào dương cờ tuyên chiến với nhà họ ngô ở nam thục nhà họ ngô chính là gia tộc cai trị chiến khu nam thục và tổng cục thanh tra nam thục đồng thời thống lĩnh cả giới kinh doanh. Thế lực lớn, mạng lưới quan hệ rộng rãi. Ngay cả khi Tiêu Chính Văn là người của Bắc Lương, việc anh giết ngô khắc dũng ở đây cũng tương đương với việc lật đổ bầu trời của Nam Thục. Vì vậy, Chu Diệu sinh hết sức sợ hãi, mong muốn đưa vị tổ tông Tiêu Chính Văn này rời đi ngay lập tức. Bảo sao ban nãy Đồng Trấn Hải nói Tiêu Chính Văn mới là người mà anh ta phải ngăn lại đúng là một vị tổ tông đúng chuẩn. Liễu Thanh và người nhà họ sư đứng bên cạnh cũng đang nhìn trầm trầm cảnh tượng trước mặt. quá kinh hoàng. Ngô Khắc súng kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không coi ai ra gì, đã chết như vậy. hơn nữa, hắn còn bỏ mạng tại biệt thự của nhà họ sư. khác khác nào mang đến tai họa cho nhà họ sư chứ. sư song song ôm chặt hai tay Liễu Thanh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và hoảng loạn tột độ liễu thanh nhíu mày liếc mắt nhìn tiêu chính văn không biết đang suy nghĩ điều gì phải một lúc sau liễu thanh mới lên tiếng anh tiêu tôi xin mạo muội gọi anh một tiếng đại ca anh mau chạy đi bây giờ anh giết ngô khắc dũng cũng chính là đắc tội với nhà họ ngô nhà họ ngô này ở nam thục là một tồn tại một tay che trời bố của ngô khắc dũng gia chủ nhà họ ngô chính là tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội Nam Thục, ông ta chỉ cần nói một câu cũng có thể huy động 30.000 binh lính đấy. Nghe thấy lời này, tiêu chính văn ngược lại còn khinh thường bật cười, nói, nhà họ ngô thực sự lợi hại như vậy à? Ở Nam Thục, họ là một gia tộc độc đoán sao? Liễu Thanh còn chưa lên tiếng, Chu Diệu Sinh đã vội vàng nói, cậu tiêu, là thật đấy. Nhà họ ngô này ở Nam Thục là sự tồn tại bậc nhất. Ở cả Nam Thục, hơn 60% các gia tộc đều có liên quan đến nhà họ Ngô. Phải đến 80% công ăn việc làm của bọn họ thuộc sản nghiệp của nhà họ Ngô. Nếu kẻ nào đắc tội đến nhà họ Ngô thì có nghĩa là đắc tội với cả Nam Thục. Câu nói này không phải là lời bông đùa đâu. Vì vậy, tốt nhất là cậu mau rời khỏi đây trước khi người nhà họ Ngô còn chưa phát hiện. Dứt lời, Chu Diệu Sinh định nhanh chóng rời đi cùng Tiêu Chính Văn nhưng tiêu chính văn lại điềm tĩnh nói không sao nếu chuyện đã thành như vậy rồi tôi rất muốn xem xem nhà họ ngô ở nam thuộc này quyền thế cỡ nào mà có thể một tay che trời nói xong tiêu chính văn kéo ghế bành ngồi ở trong sân thản nhiên chờ đợi tuy nhiên anh cũng lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho long nhất lúc này long nhất đang ở bắc lương xa xôi đột nhiên nhận được tin nhắn của tiêu chính văn anh ta vừa đọc xong đột nhiên cả giận chửi bới, hay cho một nhà họ ngô ở Nam Thục. Ngông cuồng đến vậy. Mắng chửi xong, anh ta đứng trong phòng chỉ huy chiến bộ Bắc Lương, hét vào mặt viên trung úy đứng bên cạnh, lập tức hạ lệnh, điều động 100.000 lính Bắc Lương tiến vào thuộc địa ngay lập tức. Nhớ lấy, với tốc độ nhanh nhất. Huy động toàn bộ máy bay vận tải và máy bay chiến đấu của chiến khu, đưa 100.000 binh lính đến Nam Thục ngay. Còn nữa, lập tức điện báo cho quân đội Long Kinh, nói rằng đó là soái lệnh của vua Bắc Lương, yêu cầu phòng chỉ huy chiến Long Kinh lập tức ra lệnh cách trước tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội Nam Thục. Vâng, thưa tướng quân. Thượng úy nghe thấy lời này, lập tức đứng thẳng chào, sau đó quay người chạy đi thông báo. Cùng lúc đó tại biệt thự họ nhà sư, binh lính và vệ sĩ mà Ngô Khắc Dũng đưa theo đã bị tiêu chính văn làm cho chết sững, ai nấy đều ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, không dám có động tính gì. Ở bên cạnh, toàn bộ người nhà họ sư đều mang vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Chu Diệu sinh mồ hôi nhễ nhại, không ngừng lau mồ hôi. Đồng thời, anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho đồng Trấn Hải, lo lắng nói, xếp đồng, ông đi đến đâu rồi? Tôi gần đến nơi rồi, tình hình bây giờ thế nào? Cậu tiêu đó không xảy ra xích mích với ngô khắc dũng đâu nhỉ? đồng trấn hải lúc này đang ngồi trong xe đặc biệt lo lắng hỏi chu diệu sinh liếc nhìn tiêu chính văn đang ngồi bên cạnh nuốt nước miếng nhỏ giọng nói xếp đồng xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện lớn đồng trấn hải đang ngồi trong xe sầm mặt xuống nhíu mày hỏi chuyện gì nói mau cậu tiêu này đã giết ngô khắc dũng chu diệu sinh nói xong vẫn không khỏi dùng mình cái gì Đồng Trấn Hải lập tức sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trợn to hai mắt, không thể tin được vừa rồi Chu Diệu Sinh nói cái gì. Ngô Khắc súng cậu ba của nhà họ Ngô, người được yêu thương nhất, đã bị cậu Tiêu giết chết. Vì quá sốc, Đồng Trấn Hải phải xác nhận lại lần nữa. Chu Diệu Sinh liên tục gật đầu nói, đúng vậy, xếp đồng, cậu ta làm thế khác nào lật đổ bầu trời nam thục chứ? Ông phải chuẩn bị người rồi. Hơn nữa, sau khi giết ngô khắc dũng, cậu tiêu không rời đi mà ngồi lại ở nhà họ sư, nói là muốn xem uy phong của nhà họ ngô. Ông nói xem, tôi phải làm sao bây giờ? Nghe thấy lời này, đồng chấn hải hít sâu vài hơi. Cậu nói cái gì, cậu tiêu không rời đi, mà là vẫn ngồi ở nhà họ sư chờ nhà họ ngô tới. Đúng thế, xếp đồng, ông nói xem, bây giờ xảy ra cục diện thế này tôi nên làm gì? tôi không kiểm soát nổi nữa. Người này đúng là một vị tổ tông đấy, ông xem, nếu đụng chạm với nhà họ ngô, thì khác nào đắc tội với Bắc lương. Chu Diệu sinh lau mồ hôi. Nếu chuyện này khơi màu xung đột giữa Bắc Lương và Nam Thục, thì đúng là long trời lở đất mà. Đồng Trấn Hải cũng hết sức căng thẳng hét lên, cục trưởng Chu. Bất kể như thế nào, cậu cũng phải ổn định tình hình. Tôi sắp tới rồi. Đừng để bọn họ xảy ra xung đột không thể cứu vãn. Xếp đồng, chuyện này tôi không thể kiểm soát được nữa. Chu Diệu Sinh thực sự đang ở thế nguy, một cảm giác khổ mà không biết kêu ai. Không giữ được thì cũng phải giữ. Đồng chấn hải hét lên một tiếng, rồi cúp điện thoại luôn. Cùng lúc đó, tại Sơn Trang nhà họ Ngô ở Nam Thục. Một vệ sĩ lén chạy về từ nhà họ sư, mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển xông thẳng vào biệt thự của nhà họ Ngô, sắc mặt gã tràn đầy vẻ kinh hãi, sau đó ngã trong sảnh chính, gã gào lên, gia chủ, gia chủ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Cậu ba, cậu ba bị giết rồi. Dầm. Câu nói này khác nào tiếng sấm san bằng mặt đất, hoàn toàn nổ tung trong sảnh chính. Lúc này trong hội trường, tất cả các sĩ quan và tướng quân mặc quân phục đang ngồi mà người ngồi trên sảnh cao là gia chủ họ Ngô, Ngô Long Dũng. Ông ta mặc một bộ đồng phục xanh đen, trên vai có đính hai ngôi sao vàng, mắt hổ trợn trừng, đầy sát khí. "Cậu nói cái gì?" Ngô Long Dũng tức giận trừng mắt, đứng bật dậy, khí thế khủng bố trên người bỗng tỏa ra cả phòng. Khí thế của một chủ soái huyền cấp 2 sao. Chương 894, một nhà họ Ngô còn con, có cái quái gì mà phải sợ gia chủ, cậu ba, đã bị người ta giết rồi. Gã vệ sĩ lại hét lên. Dầm, trong phút chốc, sát khí của nhà họ ngô, giống như một ngọn lửa cuồng bạo, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ sơn trang nhà họ ngô. Con trai của tao, đã chết ư. Vẻ mặt của ngô Long dũng vừa kinh ngạc vừa tức giận, thậm chí ông ta còn không thể tin được. Đây là Nam Thục, là địa bàn của nhà họ ngô, ai dám ra tay với nhà họ ngô chứ? hơn nữa còn giết chết con trai thứ ba của mình. Đây đích thị là một cuộc diện không hồi kết với nhà họ Ngô. Là ai? Ai dám ngang ngược, to gan như vậy? Trong sảnh chính, tất cả sĩ quan và tướng quân cũng đứng bật dậy, cả kinh, gào lên, tổng tư lệnh, thuộc hạ mong ông ra lệnh, dẫn theo 30.000 binh lính, nhất định phải bắt được kẻ xấu đã giết chết cậu ba. Thuộc hạ xin lệnh, bản tướng cũng muốn xông lên, nhất định phải báo thù cho cậu ba phải cho kẻ xấu đó biết rằng giết hại cậu ba nhà họ ngô sẽ có kết cục khủng khiếp như thế nào ngô long dũng nhìn thuộc hạ của mình mà sự tức giận trên gương mặt không cách nào kiềm chế được nhìn chằm chằm vào gã vệ sĩ hỏi ai đã giết con trai tao kẻ đó đang ở đâu lúc này gã vệ sĩ hoàn toàn bị sát khí ngập trời trong sảnh chính làm cho chấn động gã dùng mình hét lớn thưa thưa gia chủ tôi không biết người đó nhưng nghe giọng nói có vẻ như là người ngoại lai, hiện tại hắn đang ở nhà họ sư. Người ngoại lai, được, được lắm, dám giết con trai tao, bất kể hắn là ai, bản tư lệnh cũng sẽ dùng máu của hắn, máu của người thân bạn bè hắn lễ tế con trai. Ngô Long dũng gầm lên, phất mạnh tay, nói truyền lệnh của bản tướng, lập tức điều động 10.000 binh lính từ sở chỉ huy quân đội, bao vây nhà họ sư. Một con ruồi không được phép để lọt. Gió, cấp dưới nhận lệnh. Dầm rầm trong nháy mắt bảy tám sĩ quan và tướng quân bước ra từ hội trường lên xe jeep quân sự đỗ ở ngay cửa đi thẳng đến sở chỉ huy quân đội ngô long dũng tức giận siết chặt nắm đấm gào lên người đâu chuẩn bị xe đến nhà họ sư khoảnh khắc ấy toàn bộ biệt thự nhà họ ngô tràn ngập sát khí ập thẳng đến nhà họ sư lúc này tại sân của nhà họ sư tất cả mọi người đều run rẩy chờ đợi cơn thịnh nộ của nhà họ ngô ập đến chỉ có tiêu chính văn thản nhiên ngồi trong sân không chút nào sợ hãi liễu thanh đứng ở một bên thuyết phục tiêu chính văn mấy câu liền nhưng anh đều lạnh nhạt từ chối anh nói chuyện này là do tôi tôi đã giết ngô khắc dũng nên đương nhiên tôi sẽ gánh vác trách nhiệm anh không phải lo một nhà họ ngô nhỏ nhoi không thể tạo nên sóng gió gì đâu vậy sao ngay khi lời nói của Tiêu Chính Văn vừa vang lên, cổng nhà họ Sư bỗng vang lên tiếng ầm ầm tựa như sấm rội, màng nhĩ của mọi người đều đau nhức. Ngay sau đó, một bóng người vạm vỡ, bước đi mạnh mẽ, mặc quân phục màu xanh đen, trên vai mang hai ngôi sao vàng, bước vào sân nhà họ Sư. Khoảnh khắc ấy, bầu trời như sụp đổ. Bước vào không phải ai khác ngoài gia chủ của nhà họ Ngô, Ngô Long Dũng. Tư lệnh Sở Chỉ huy Quân đội Nam thuộc đương nhiệm vừa bước vào, ai nấy đều cảm nhận được áp lực và sát khí thấu trời trên người ông ta. Đây là lần đầu tiên bản tướng nghe có người nói nhà họ ngô tôi bé còn con không thể làm dậy sóng đấy. Thằng nhãi cậu quá ngông cuồng, dám giết con trai tôi, bản tướng sẽ băm vằm người cậu ra thành hàng nghìn miếng mảnh. Ngay sau đó, tiếng gầm của ngô long dũng vang dội ông ta đã đứng trong sân. Phía sau ông ta chỉ mang theo có hai tên vệ sĩ trang bị súng ống, Ánh mắt sắc bén tựa như rắn độc. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã biết, Ngô Long Dũng trước mặt là chủ soái huyền cấp 2 sao. Hai vệ sĩ phía sau ông ta cũng sở hữu thực lực của chiến thần cấp 3 sao và cấp 4 sao. Không ngờ một nam thuộc nhỏ bé lại thực sự có một cường giả cấp chủ soái. Hèn chi, năm đó nhị đại thiên tử lại tách thuộc địa ra riêng. Xem ra, thuộc địa này đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Đồng thời, Bên ngoài cổng nhà họ sư, một số lượng lớn binh lính bất ngờ tập hợp. Từng chiếc xe bán tải màu xanh lá cây của quân khu từ xa phóng tới với tốc độ rất nhanh. Hàng trăm chiếc xe tải lúc này đã lấp đầy 10 con phố gần nhà họ sư. Từng đội binh lính trang bị súng ống nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng bao vây và thiết lập giới nghiêm trong phạm vi 3 km xung quanh nhà họ sư. Đồng thời, binh lính xông tới không ngớt, trong nháy mắt đã bao vây nhà họ sư, tất cả đều dương súng, lên đạn. Chu Diệu Sinh đứng ở cửa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chán đổ đầy mồ hôi lạnh, xoay người chạy lon ton đến bên cạnh. Ngô Long Dũng, mỉm cười cung kính nói, Tổng tư lệnh Ngô, không ngờ ông lại tới đây. Tôi là cục trưởng của phân cục 4 Tây Thục. Chu Diệu Sinh. Tuy nhiên, Ngô Long Dũng lại dùng ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn Chu Diệu Sinh, ông ta không bắt tay mà lạnh lùng nói, người của Tây Thục sao lại xuất hiện ở Nam Thục chúng tôi chán chu diệu sinh không ngừng túa mồ hôi lạnh, giải thích tổng tư lệnh ngô, chắc là có hiểu lầm trong chuyện này. Tôi cũng mong ông nể mặt Tây Thục, đồng thời để cho cậu tiêu rời đi. Cậu ta không hề giáp tâm giết con trai của ông, mà là... Chu Diệu Sinh muốn giải thích, cố gắng bào chữa cho Tiêu Chính Văn. Nhưng Ngô Long Dũng lại khịt mũi, nắm lấy cổ áo Chu Diệu Sinh, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, cục trưởng Chu. Nể tình cậu là người của Tây thục, bản tướng bỏ qua cho cậu nhưng ngày hôm nay thằng nhãi ngông cuồng này dám giết con trai tôi thì có nghĩa là đối đầu với nhà họ ngô tôi bản tướng phải lấy mạng hắn để lễ tế cho con trai bất kể là ai cũng không thể bào chữa cho hắn sau đó ngô lòng dũng đẩy chu diệu sinh ra cất bước đi đến trước mặt tiêu chính văn đang thản nhiên ngồi trên ghế bành cậu là người giết con trai tôi ngô lòng dũng gầm lên Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh nhạt cười, đúng, là tôi. Được lắm, dám làm dám nhận, đáng mặt đàn ông, chỉ tiếc là đã đắc tội với nhân vật mà mày không nên đắc tội. Ngô Long Dũng hét lên, phất mạnh tay, quát người đâu, bẻ gãy chân tay của hắn. Bản tướng muốn hắn phải nhận tội và xin lỗi trước phần mộ của con trai, sau đó dùng máu tươi của hắn lễ tế con trai. Trong nháy mắt, hai tên vệ sĩ cấp chiến thần đứng sau ngô long dũng cất bước tiến về phía tiêu chính văn khoảnh khắc ấy cảm giác ớn lạnh tỏa ra từ họ cực kỳ mạnh mẽ trong sân ngoại trừ tiêu chính văn có thể chịu được thì chỉ có một mình liễu thanh điều này khiến tiêu chính văn không khỏi liếc nhìn liễu thanh tên này thực sự có thể chịu được khí thế ngông cuồng trên người chiến thần chẳng lẽ anh ta vẫn luôn che giấu thực lực của mình sao Tiêu Chính Văn cũng không nghĩ sâu hơn, ngược lại, anh lạnh lùng nhìn hai chiến thần đang bước tới, cười nhạo nói cường giả chiến thần quả thực mạnh mẽ. Tôi chỉ cho hai người một cơ hội duy nhất, nếu còn bước tiếp thì hai người không giữ được cái mạng này đâu. Vừa dứt lời, hai cường giả chiến thần liếc nhau, khóe miệng nhếch lên, tiếp tục bước đến. Nhưng, bọn họ vừa mới đặt chân bước tiếp, trước mặt chợt lóe ánh sáng sắc màu bạc. Sau đó họ cảm thấy ớn lạnh ở cổ, đồng thời, máu nóng tuôn ra trong nháy mắt. Hai cường giả chiến thần lập tức che cổ, trên tay đầy máu, kinh hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế bành. Trên tay anh ta vẫn còn cầm con dao quân đội năm cạnh đẫm máu. Anh vung tay giết chết hai cường giả chiến thần chỉ trong một giây. Cảnh tượng này khiến hàng lông mày của Ngô Long Dũng không khỏi trao lại. Sốt của cậu là ai? Ngô Long Dũng hét lên, Sát khí từ phía sau như bùng lên. Chương 895, không biết Trừng Mực thì phải chết. Bây giờ Ngô Long dũng hết sức sợ hãi. Một người đơn độc chỉ với một chiêu thức lại có thể giết chết hai cường giả chiến thần trong một giây. Ngay cả khi sở hữu thực lực của chủ soái huyền cấp 2 sao, ông ta vẫn không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào. Quá khủng khiếp, thực lực của người này thật phi thường. Khả năng cao đã vượt qua cả thực lực của chủ soái huyền cấp 2 sao. Lẽ nào, hắn là chủ soái địa cấp 3 sao? Một cường giả sở hữu thực lực của chủ soái địa cấp 3 sao xuất hiện ở Nam Thục mà Ngô Long Dũng không hề biết. Hơn nữa, có vẻ như là đến từ Tây Thục. Chẳng lẽ Tây Thục muốn nhúng tay vào Nan Thục? Trong lòng thầm nghĩ đến đây mà sắc mặt của Ngô Long Dũng thâm trầm, ảm đạm, trong mắt cũng lóe lên vẻ lạnh lùng cùng sát khí dù sao tên khốn kiếp này nếu dám giết chết con trai ông ta ở nam thục thì phải trả giá bằng mạng sống của mình nhưng lúc này tiêu chính văn liếc nhìn nhìn về phía ngô long dũng trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng nói ông muốn biết tôi là ai sao ngô long dũng nhíu đôi lông mày rậm hét lên bản tướng sẽ không giết một kẻ vô danh nếu cậu có thể giết hai người vệ sĩ của tôi chỉ trong một chiêu cũng đủ cho thấy thực lực của cậu không hề đơn giản người như cậu xuất hiện ở nam thục ắt phải có lý do nào đó vì vậy nói cho bản tướng biết cậu là ai và mục đích đến đây là gì tiêu chính văn bật cười khinh thường lúc này mới đứng dậy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngô long dũng nói ông tổng chỉ huy của một quân khu nam thục bé còn con không có tư cách biết tên tôi một câu nói khiến toàn hiện trường chết sững vẻ mặt của ngô long dũng trong phút chốc tối sầm đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua ông ta nghe thấy có người dám nói thẳng là ông ta không đủ tư cách đây là nam thục là địa bàn của nhà họ ngô ngô long dũng lập tức tức giận gào lên danh con ngông cuồng cậu đang tự tìm đường chết đấy toàn bộ binh lính trang bị súng ống đang đứng ở một bên lập tức kéo thoi lên đạn đồng thời chĩa họng súng vào tiêu chính văn lúc này bầu không khí trở nên căng thẳng và áp lực tột độ Chu Diệu Sinh đang đứng bên cạnh, bị dọa sợ mất hồn mất vía. Ai có thể ngờ rằng cậu tiêu này lại ngang tàng đến vậy? Anh đã giết hai vệ sĩ riêng của Ngô Long Dũng. Ở Nam Thục, hai người đó cũng tồn tại dưới một người trên vạn người. Tuy nhiên, trước mặt cậu tiêu, họ đã bị giết trong nháy mắt. Bầu trời Nam Thục thực sự sập rồi. Lúc này, Chu Diệu Sinh vô cùng kinh hãi anh ta hy vọng biết bao rằng thân phận của tiêu chính văn ở bắc lương thực sự cao thượng như vậy nhà họ ngô ở nam thục mới không dám nhắm tới nhưng nếu địa vị của tiêu chính văn ở bắc lương không cao không thấp thì cho dù là vua bắc lương cũng không thể để mặc cho thuộc hạ của mình hành động như vậy chu diệu sinh vội vàng chạy ra ngoài hét lớn tổng tư lệnh ngô xin ông bất giận tổng tư lệnh đồng của chúng tôi sẽ tới ngay thôi thân phận của cậu tiêu quả thực không đơn giản ông Cút! Ngô Long dũng gào lên, dùng khí thế dọa Chu Diệu Sinh lùi lại mười mấy bước về sau, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta nhìn chầm chầm vào Chu Diệu Sinh đang ngã trên mặt đất, tức giận mắng tổng tư lệnh đồng. Ông ta đến đây thì sao chứ? Ngày hôm nay, bản tướng phải giết chết thằng nhãi này. Nói với Ngô Long Dũng tôi về thân phận của hắn sao? Hắn thì có. Thân phận đặc biệt gì được chứ? ở Nam Thục cho dù là ông trời có tới thì ông ta cũng phải nhìn sắc mặt nhà họ Ngô mà làm việc. Ngông cuồng, cơn giận long trời lở đất. Lúc này Ngô Long Dũng tựa như một vị lãnh chúa bất khả chiến bại. Nhưng Tiêu Chính Văn nghe thấy lời này, khóe miệng nhếch lên một vòng cung, cười khinh thường, giữa lông mày lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trầm giọng nói, hay cho một nhà họ Ngô ở Nam Thục. Hóa ra các người ngông cuồng và độc đoán như vậy một tay che trời. Vốn dĩ tôi còn không tin, nhưng hiện tại xem ra nhà họ ngô ở Nam Thục thực sự đang trả đạp cường quyền. Nếu đã như vậy, tôi sẽ diệt trừ nhà họ ngô ở Nam Thục các người thay cho chiến khu Hoa Quốc. Nghe vậy, ngô Long dũng quay đầu lại, trong mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chầm chầm tiêu chính văn, cười lớn, vớ vẩn. Một thằng nhóc ngoại lai không biết trời cao đất dày như cậu, lại dám thốt ra lời ngung cuồng muốn tiêu diệt nhà họ ngô ở nam thục tôi cậu có biết nhà họ ngô tôi là sự tồn tại thế nào ở vùng nam thục không nếu không có nhà họ ngô tôi sẽ không có nam thục của ngày hôm nay nếu nhà họ ngô tôi thất thủ toàn bộ nam thục sẽ thay trời đổi đất toàn bộ người dân nam thục sẽ phải chết đói nghe thấy lời này không một ai là không tin tất nhiên ngoại trừ tiêu chính văn anh cười lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngô long dũng nói ông đang coi mình là vua của nam thục sao ngô long dũng nam thục thuộc hoa quốc chứ không phải là của nhà họ ngô ông cho dù nam thục không có nhà họ ngô thì vẫn còn nhà họ lý nhà họ vương nhà họ triệu bọn học đều có thể tiếp quản nam thục hơn nữa còn cai quản tốt hơn nhà họ ngô ông cậy vào thế lực của mình ở nam thục thâm căn cố đế muốn độc chiếm Tư tưởng này không được cho phép ở Hoa Quốc, lệnh của Hoa Quốc cũng cấm rõ ràng. Vì nhà họ ngô ông không có chừng mực, tham vọng quá lớn, ngày hôm nay tôi sẽ diệt khối u ác tính lớn nhất ở Nam Thục. Này cho Hoa Quốc, ba câu nói liên tiếp khiến hàng lông mày của ngô Long dũng nhíu chặt. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông ta cười ha hả, vớ vẩn. Chỉ dựa vào vài câu nói của cậu thôi mà muốn lật đổ sự tồn tại của nhà họ ngô tôi ở Nam Thục sao? Đúng là ngu dốt thì hay mơ viển vông. Nói thật cho cậu nghe, bây giờ cậu bước ra khỏi cổng nhà họ sư, trong phạm vi 3 km đều là binh lính của bản tướng. Chỉ cần bản tướng hạ lệnh, cả nhà họ sư sẽ bị san phẳng. Ngô Long Dũng nói không sai. Lúc này, đường phố đầy xe pháo, xe bọc thép và xe tăng. Tất cả đã sẵn sàng tấn công. Chỉ cần Ngô Long Dũng ra lệnh, những vũ khí hủy diệt hàng loạt này sẽ san bằng nhà họ sư nghe thấy lời này tiêu chính văn hừ một tiếng lạnh lùng mà ngô long dũng cũng không còn tâm trí tiếp tục nói nhảm ông ta giơ tay hét lớn toàn bộ nổ súng trong tích tắc đám binh lính này đã chuẩn bị bắn tiêu chính văn ngay lập tức nhưng đúng khoảnh khắc ấy một chiếc xe tuần tra đặc biệt mang biển số tây thục a ba lao tới cổng nhà họ sư bịch. Đồng chấn hải đá tung cửa xe, nhảy xuống, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Trên đường đi, ông ta nhìn thấy binh lính nam thuộc ở khắp mọi nơi, tất cả họ đều được trang bị đầy đủ súng ống và đạn thật. Ông ta vội vàng chạy vào nhà họ sư, nhìn thấy Ngô Long Dũng đang muốn chuyển lệnh bắn, lập tức hét lớn, dừng lại. Dừng lại, tổng tư lệnh Ngô, tuyệt đối không được, cậu ta chắc chắn không phải người thường, xin dừng lại ngay lập tức. Ngô Long Dũng nhìn thấy đồng chấn hải xông vào, lông mày nhíu chặt, nói tổng tư lệnh đồng. Lúc này, đồng chấn hải thở hổn hển chạy vào, nhìn cảnh tượng trước mặt mà kinh ngạc. Ông ta chỉ khẽ gật đầu với Ngô Long Dũng, sau đó bước nhanh đến chỗ tiêu chính văn, thái độ cung kính nói, cậu tiêu, cậu không sao chứ. Tiêu chính văn liếc nhìn đồng chấn hải trước mặt, qua những gì Chu Diệu Sinh nói ban nãy, có lẽ ông ta chính là tổng tư lệnh của Tổng cục Thanh tra Tây Thục. Vì vậy, anh cũng lạnh nhạt gật đầu chào hỏi. Tuy nhiên, cảnh này đã khiến Ngô Long Dũng vô cùng tức giận. Bản thân ông ta dẫn theo 10.000 binh lính đến đây, là tổng chỉ huy của chiến khu Nam thuộc đấy. Nhưng Đồng Trấn Hải này lại chỉ liếc nhìn ông ta một cái rồi chạy tới chỗ thằng nhãi kia, cúi mình gật đầu. "Tổng tư lệnh Đồng, ông đang làm gì vậy?" Ngô Long Dũng lạnh giọng hỏi. Đồng Trấn Hải vội vàng nói, "Tổng tư lệnh Ngô, người này, ông không động vào được đâu. Nếu không muốn Nam Thục thay trời đổi đất thì bây giờ ông lập tức rút hết binh lính đi. chương 896, Kính chào vua Bắc Lương. Câu nói của Đồng Trấn Hải khiến Ngô Long Dũng sửng sốt. Sau đó ông ta nhìn chằm chằm Đồng Trấn Hải, bật cười nói, Đồng Trấn Hải, ông đang nói chuyện với tôi đấy à? Ông muốn tôi rút hết binh lính bên ngoài về ư? Ông đang nói chuyện với Tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội Nam Thục đấy ngô long dũng cực kỳ phẫn nộ ông ta là tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội nam thục thế mà lại sợ một tên từ bên ngoài đến hả đồng trấn hải nhíu mày nói tổng tư lệnh ngô tôi không đùa với ông ông không thể động vào người này được đâu hễ mà ông ra tay thì cả nam thục thậm chí là cả thục đại đều sẽ chấn động nghe ông ta nói thế ngô long dũng tức giận lạnh lùng nói vậy à thế hôm nay tôi cứ muốn ra tay với hắn đấy làm sao nào sắc mặt đồng trấn hải trở nên kinh hãi nhìn tiêu chính văn đằng sau mình cậu tiêu để tôi giải quyết tiêu chính văn không quá tin tưởng nhìn đồng trấn hải anh hỏi ông có thể giải quyết được sao đồng trấn hải gật đầu tôi thử xem sau đó ông ta đến cạnh ngô long dũng nhỏ giọng nói tổng tư lệnh ngô ông thật sự nên suy xét đến thân phận của người này không thể động đến cậu ta được đâu Ngô Long Dũng tức giận quát, hắn có thể có thân phận gì chứ? Đồng Trấn Hải nói, "Bắc Lương." Hai chữ đơn giản nhưng lại khiến Ngô Long Dũng run rẩy, ánh mắt lóe lên chấn động. "Bắc Lương?" Hắn đến từ Bắc Lương ư? Trong thoáng chốc, Ngô Long Dũng hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại, "Cậu đến từ Bắc Lương à?" Tiêu Chính Văn thờ ơ gật đầu, "Phải." Lúc này Ngô Long Dũng không nói gì. Uy danh của Bắc Lương nổi tiếng cả Hoa Quốc nhất là chuyện tổng tư lệnh sở chỉ huy tiền nhiệm bị bắn chết là chuyện mà ai ai ở thuộc địa cũng biết. Lúc này không chỉ Ngô Long dũng choáng váng mà những người nhà họ sư và Liễu Thanh ở bên cạnh cũng sửng sốt. Tiêu chính văn ở trước mặt lại đến từ Bắc Lương, ngay lúc mọi người nghĩ Ngô Long Dũng sẽ tạm buông tha cho tiêu chính văn thì ông ta bỗng nói, Bắc Lương thì đã làm sao? Nơi này là Nam Thục, là đất của nhà họ Ngô Tôi, một binh lính Bắc Lương nhỏ nhoi mà cũng dám dở trò ngang ngược ở Nam Thục dù là vua Bắc Lương đến cũng phải làm việc theo quy tắc của Nam Thục, quy tắc của nhà họ Ngô. Hôm nay Ngô Long Dũng tôi nhất định phải giết hắn để báo thù cho con trai tôi. Cùng với tiếng hô lớn, binh lính bên cạnh Ngô Long Dũng đều giơ súng lên. Lần này khiến đồng chấn hải vội vã hét lớn, tổng tư lệnh Ngô, không được. Không được, thân phận của cậu tiêu không đơn giản chỉ là một binh lính Bắc Lương thôi đâu. Nghe thế, Ngô Long dũng trợn mắt nhìn đồng chấn hải quát, dù hắn có địa vị ở Bắc Lương thì thế nào? Tôi phải giết hắn, ai dám cản? Tôi dám. Bỗng một giọng nói vang lên ngoài cửa nhà họ sư. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, cũng mặc quân phục màu xanh đen, trên vai gắn hai ngôi sao màu vàng bước vào. Người đến không ai khác chính là Tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tây Thục Lý Cao Thành ông ta bước vào lạnh lùng nhìn ngô long dũng nói tổng tư lệnh ngô ông không thể động vào người này tôi nói chắc đấy ngay lập tức bầu không khí trở nên rất căng thẳng đồng trấn hải thấy lý cao thành đến cũng thở phào lau mồ hôi lạnh trên trán cũng may đến kịp nếu không ông ta thật sự không thể giải quyết được ngô long dũng nhíu mày nhìn lý cao thành trước mắt sắc mặt rất khó coi trầm giọng nói tổng tư lệnh lý ông có ý gì đây Nơi này là Nam Thục, không phải Tây Thục." Lý Cao Thành lạnh lùng hừ một tiếng nói, "Ngô Long Dũng, đừng có mà hù tôi, Lý Cao Thành tôi không phải dễ bị hù đâu. Hơn nữa hôm nay tôi đến là để cứu ông, cứu nhà họ Ngô, cứu cả Nam Thục của ông." Ông ta vừa dứt lời, Ngô Long Dũng sầm mặt, nhíu chặt mày. "Lý Cao Thành, ông có ý gì?" Ngô Long Dũng lạnh lùng hỏi. Lý Cao Thành cười khẩy nói, "Không có gì." cậu tiêu không phải là người ngô long dũng ông có thể động vào ai dám động vào cậu tiêu xem như chống đối với tây thuộc tôi lời này rất có uy lực ngô long dũng cũng sửng sốt mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo lý cao thành ông muốn đối đầu với nam thuộc tôi phải không ngô long dũng tức giận ông ta không hiểu mình muốn ra tay với tiêu chính văn sao lại khó đến thế chẳng phải chỉ là người đến từ bắc lương thôi sao lẽ nào đối phương còn có thân phận gì lớn lắm à chống đối không phải thế chỉ là tôi đang lựa lời khuyên nhủ ông thôi tổng tư lệnh ngô hôm nay hễ ông dám động vào một sợi tóc của cậu ấy thì cả nam thục không ai là không bị rơi đầu nhất là nhà họ ngô ông đấy chắc chắn sẽ biến mất khỏi đất nam thục lý cao thành lạnh lùng nói lần này ông ta vội vã đến đây là vì mình đã nhận được tin liên quan đến thân phận của tiêu chính văn người này là sự tồn tại giống như trời đất. Ai dám động vào chứ? Bất kể là nhà họ ngô ở Nam Thục hay cả Thục Địa mà động vào cậu ấy đều phải chôn cùng. Nghe nói thế, Ngô Long Dũng Hùng tợn bật cười nói, tôi hiểu rồi, Lý Cao Thành, hóa ra mọi chuyện đều là âm mưu của ông. Cái gì mà Bắc Lương hay thân phận đều là giả cả. Cuối cùng Lý Cao Thành ông cũng lộ ra dã tâm của mình rồi có phải ông cố ý dựng chuyện này lên để dễ can thiệp vào quân khu Nam Thục không? Đến lúc này rồi, Ngô Long Dũng vẫn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt. Ngược lại ông ta cho rằng mọi chuyện đều do Tây Thục cố ý dựng nên để can dự vào Nam Thục. Suy cho cùng giữa Tây Thục và Nam Thục có hiểm khích. Nghe thế, Lý Cao Thành hơi sửng sốt, sau đó bất lực lắc đầu nói, Ngô Long Dũng, tôi không thể không phục trí tưởng tượng của ông thật phong phú, nhưng dù ông nghĩ thế nào thì ông cũng không thể động vào người này. Lúc này 30.000 binh lính canh gác của Tây Thục tôi đã đứng bên ngoài danh giới Nam Thục rồi, hễ ông dám ra tay thì họ sẽ đánh vào Nam Thục. Nghe thế, Ngô Long Dũng nhướng mày, tức giận nói, Lý Cao Thánh, mẹ kiếp ông điên rồi hả? Chỉ vì một tên khốn chẳng là gì cả mà ông lại điều động cả binh lực của Tây Thục. Ông còn nói không muốn chiếm Nam Thục của tôi nữa sao? Ha ha ha! lý cao thành khẽ cười lắc đầu nói ham muốn chiếm nam thục ư tổng tư lệnh ngô ông nghĩ nhiều quá rồi những người này đến để bảo vệ cậu tiêu mẹ kiếp lý cao thành ông đừng giả thần giả quỷ nữa các ông đều nói thân phận gì đó của hắn thế ông nói xem hắn là ai sốt cuộc có thân phận gì ngô long dũng sốt ruột mặt đỏ bừng lý cao thành quay đầu lại nhìn tiêu chính văn nhỏ giọng hỏi cậu tiêu thuộc hạ đã biết thân phận của cậu, không biết có thể tiết lộ không. Lúc này, tiêu chính văn lạnh lùng, tay để ra sau lưng gật đầu nói, nói đi. Nghe nói vậy, Lý Cao Thành lập tức kéo quân phục của mình, sửa lại mũ cho ngay ngắn sau đó đứng nghiêm trào, cao giọng hô tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tây Thục, Lý Cao Thành, trung tướng hai sao kính chào vua Bắc Lương. Trường 897, Cờ Hắc Kim Long Dầm, Mấy lời của Lý Cao Thành khiến sân nhà họ sư như bùng nổ. Vừa rồi ông ta nói gì? Vua, vua Bắc Lương. Cậu tiêu trước mặt này thế mà lại là vua Bắc Lương à? Ngay lúc đó, Ngô Long dũng ngây người, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Mấy binh lính giơ súng lên đứng đằng sau ông ta cũng kinh hãi chố mắt nhìn nhau, cũng dần bỏ súng xuống. Chu Diệu Sinh, đám người nhà họ sư và Liễu Thanh ở một bên cũng hoảng sợ còn đồng Trấn hải cũng trợn to mắt, lau mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ nó, ai mà ngờ cậu tiêu này lại là nhân vật tầm cỡ đó chứ? Vua Bắc Lương, nổi danh như cồn, uy danh ở Hoa Quốc, có tên tuổi cả trong và ngoài nước. Lúc này tiêu chính văn hời hợt nhìn Lý Cao Thành đang cung kính với anh, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Long Dũng đã sững sờ đứng đó nói, Tổng tư lệnh Ngô, lúc nãy ông nói muốn giết tôi để báo thù cho con trai ông đúng không? chuyện này ngô long dũng hoảng hốt mặt đầy mồ hôi lạnh cả người run rẩy không thôi sao lại thế này người trước mặt này lại là vua bắc lương đây đây là tai họa lớn rồi cậu là vua bắc lương thật à ngô long dũng lấy hết can đảm hỏi câu này cũng khiến lý cao thành nổi giận chỉ vào ngô long dũng mắng ngô long dũng ông đang nghi ngờ thân phận của vua bắc lương sao hay nói cách khác ông đang nghi ngờ tôi Ngô Long Dũng xa sầm mặt mũi, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng không biết đang nghĩ cái gì. Lúc này một phó tướng ở phía sau ông ta cũng bước nhanh đến trước mặt Ngô Long Dũng nhỏ giọng nói, Tổng tư lệnh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đắc tội với vua Bắc Lương thì sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Năm đó, Tổng tư lệnh của Tây Thục bị bắn chết ngay trước mặt mọi người, nếu bây giờ chúng ta phục tùng, hậu quả rất khó tưởng tượng, thậm chí nhà họ ngô ở Nam Thục đều bị hủy diệt. Vốn dĩ Ngô Long Dũng còn có ý định quỳ xuống nhận tội nhưng lúc này nghe được mấy lời này của phó tướng, ông ta nhíu mày, lòng giấy lên cơn giận và nỗi căm hận. Đúng thế, nếu bây giờ mình phục tùng hắn thì Nam Thục sẽ không còn nhà họ Ngô nữa. Nghĩ đến đó, giữa hai hàng lông mày của Ngô Long Dũng hiện lên sát ý và tia sáng lạnh lùng. Đúng thế, mình có 30.000 binh lính mặc dù chỉ điều động được 10.000 nhưng 20.000 khác có thể tập hợp bất cứ lúc nào. Nơi này cách Bắc Lương quá xa, dù có khẩn cấp lên đường đến đây cũng phải mất 3-4 tiếng. Trừ phi dùng đến cả máy móc vận chuyển mới có thể đến cấp tốc trong hàng nghìn cây số thế này. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn cũng nhìn thấy ánh mắt này, anh nở nụ cười hời hợt nói, Tổng tư lệnh ngô, sao vậy, ông vẫn còn muốn giết tôi à? Nghe thế, Lý Cao Thành lo lắng, lập tức chỉ vào ngô long dũng quát họ ngô kia ông muốn làm gì nếu ông làm thế thật thì đang phản nước tội chết và bị giết hết cả dòng họ đấy cả thuộc địa này sẽ rơi vào tình cảnh sóng gió hiểm nguy lý cao thành thật sự rất sợ ánh mắt hiện giờ của ngô long dũng này rất đáng sợ chẳng lẽ ông ta muốn giết vua bắc lương thật sao người này là chủ soái bắc lương đấy một khi xảy ra chuyện gì thì cả thuộc địa đều không gánh nổi đâu 300.000 quân Phá Long Bắc Lương là đội quân luôn giành phần thắng trước đại quân hàng triệu người của tám quốc gia. Ngô Long Dũng cười khẩy, "Tổng tư lệnh Lý, ai biết hắn có phải là vua Bắc Lương thật hay không? Ở Nam Thục có ai từng gặp hắn chưa? Có khi hắn là người mà Lý Cao Thành ông tìm đến giả mạo thì sao?" "Ông, Ngô Long Dũng, ông biên rồi. Ông có biết ông đang nói gì không?" Lý Cao Thành nổi giận chỉ vào Ngô Long Dũng, mí mắt giật liên tục. Ngô Long Dũng cười nói, tất nhiên tôi biết mình đang nói gì chứ. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, Lý Cao Thành có mưu đồ tạo phản, tìm người giả mạo vua Bắc Lương với ý đồ đánh chiếm Nam Thục. Bây giờ tôi ra lệnh giết hết bọn chúng không chừa một ai. Câu nói vang vọng khắp sân nhà họ sư. Ngô Long Dũng điên rồi. Nhí mắt Lý Cao Thành giật liên tục, khoảng hốt nhìn Ngô Long Dũng nói, Ngô Long Dũng, ông điên rồi. Cậu ấy là vua Bắc Lương thật, không phải giả mạo. Hét lên xong, Lý Cao Thành tức giận nhìn binh lính đang cầm súng xung quanh quát, các cậu muốn làm gì? Bỏ hết súng xuống cho tôi, các người mới là người mưu đồ tạo phản đấy, giết vua Bắc Lương là tội chết chu di cửu tộc. Mấy binh lính nam thuộc đó bị Lý Cao Thành quát như thế, ai cũng hoảng sợ nhìn nhau. Súng trong tay dần buông xuống. Ngô Long Dũng thấy vậy lập tức rút súng từ thắt lưng ra rồi chĩa vào một binh lính vứt súng xuống trong đó nói, lâm trận bỏ chạy sẽ xử lý theo quân pháp là bị bắn chết. Binh lính đó vừa nghe thế lập tức quỳ xuống xin tha. Nhưng Ngô Long Dũng đã bóp cỏ bắn chết binh lính đó. Ngay lập tức, máu theo ngực anh ta nhuộm đỏ cả người. Sau đó Ngô Long Dũng hét lên với binh sĩ bên cạnh và ngoài cửa, đây là Nam Thục, lệnh của ông đây chính là quân lệnh ai trong số các cậu dám buông súng xuống thì sẽ bị xử lý theo quân pháp. Dứt lời, Ngô Long Dũng giơ súng lên chĩa vào mấy người Tiêu Chính Văn và Lý Cao Thành, Lý Cao Thành tự ý bảo người giả mạo vua Bắc Lương, theo quân pháp quân đội Hoa Quốc thì sẽ bị bắn chết. Nghe thế, Lý Cao Thành hét lên, Ngô Long Dũng. Ông dám, bên ngoài Nam Thục là 30.000 binh lính Tây Thục của tôi, nếu ông dám ra tay thì người của tôi cũng lập tức xông vào ha 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 ngô long dũng bật cười nói ông nghĩ ông có thời gian để ra lệnh sao giờ tôi giết ông rồi nói ông bị tên này giết mấy binh lính tây thục bên ngoài sẽ nghe lời tôi hay là nghe theo cái xác chết của ông lạch cạch lý cao thành hoảng sợ nếu ngô long dũng làm vậy thật thì không ai dám chắc được đâu lý cao thành nhìn tiêu chính văn nhỏ giọng nói chủ soái tiêu giờ chúng ta phải làm sao Tiêu Chính Văn vẫn bình thản nhìn Ngô Long Dũng đang cầm súng chĩa về phía mình, lạnh lùng nói: "Trước đây người nào chĩa súng vào tôi không phải chết thì cũng bị tàn phế." "Ngô Long Dũng, nể tình ông là tổng tư lệnh của Sở Chỉ huy Quân đội Nam Thục nên tôi có thể tha cho ông một con đường sống. Bây giờ lập tức bảo binh lính của ông bỏ súng xuống, không được phản kháng, còn phải giao con dấu của Sở Chỉ huy Quân đội Nam Thục ra, cả gia sản của nhà họ Ngô ở Nam Thục nữa, thế nào?" nghe anh nói điều kiện như thế ngô long dũng bật cười cười điên cuồng không ngừng nghỉ này cậu cậu đang hù dọa tôi đấy à cậu thế này mà có thể là vua bắc lương nổi danh ở hoa quốc được sao ngô long dũng cười nhạo ông ta không tin cũng không dám tin vì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng tiêu chính văn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu nói nếu như thế thì nhà họ ngô sẽ biến mất khỏi đất nam thục này suốt lời một tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời lúc này máy bay vận chuyển và máy bay chiến đấu che phủ hết cả bầu trời Nam Thục. Mà trên những máy bay vận chuyển và máy bay chiến đấu có cờ của vua Bắc Lương. Cờ Hắc Kim Long. Chương 898, thực lực của Liêu Thanh. Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trên đầu. Cả bầu trời đều là máy bay vận tải và máy bay chiến đấu bay phành phạch. Ngay sau đó, từng binh lính được trang bị đầy đủ nhảy xuống khỏi máy bay vận tải bằng dây thừng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Khoảnh khắc đó, cả bầu trời đều là các binh lính mặc quân phục. Lúc này người dân ở Nam Thục đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vãi trưởng, xảy ra chuyện gì thế? Đây là không quân à? Này, ít nhất cũng phải là 7, 80.000 người nhỉ? Trời ạ, à, Nam Thục xảy ra chuyện gì thế? sao tự dưng có nhiều lính không quân thế này. Người dân Nam Thục đứng ở đầu đường nhìn rất nhiều binh lính nhảy từ trên trời xuống. Địa điểm những binh lính này đáp xuống rất rõ ràng. Được chia thành bốn nhóm lần lượt là khu vực gần nhà họ sư, sở chỉ huy quân đội Nam Thục, sơn trang nhà họ ngô và tổng cục thanh tra Nam Thục. Chưa đến 5 phút mà lúc này cả Nam Thục đã bị 100.000 không quân Bắc Lương khống chế một đám sĩ quan ở sở chỉ huy quân đội Nam thuộc đều bị bao vây. Những vệ sĩ mặc đồ vest lao ra ngoài ở sơn trang nhà họ Ngô cũng bị bắn chết. Sau đó gần 10.000 binh lính Bắc Lương nhanh chóng chân áp được sơn trang nhà họ Ngô. Lúc này ông hai nhà họ Ngô ở Tổng cục Thanh tra Nam Thục vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cửa văn phòng đã bị ai đó đạp mạnh vào. Sau đó từng nhóm binh lính mặc quân phục tay cầm súng, đội mũ sắt xông vào khống chế hết đám người ông hai nhà họ Ngô. Cùng lúc đó, trên một chiếc máy bay vận tải trong đó Long Nhất mặc quân phục, đội mũ tướng, trên vai gắn ba ngôi sao vàng sáng lấp lánh, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào sân nhà họ sư bên dưới. Sau đó anh ta bật người nhảy xuống. ầm, uhm, Long Nhất nhảy xuống làm mặt đất xuất hiện thêm hai dấu chân. Anh ta dẫn một tốp binh lính đánh hạ hết binh lính Nam Thục đứng chặn trước cửa sau đó xông vào trong sân trợn mắt nhìn Ngô Long Dũng đã há hốc mồm nãy giờ, nhanh chân bước đến trước mặt tiêu chính văn kính cẩn nói, mà tướng dẫn 100.000 quân phá Long Bắc Lương chiếm hết Nam Thục. Sở chỉ huy quân đội Nam Thục, Sơn Trang nhà họ Ngô, Tổng cục Thanh tra Nam Thục và các công ty thuộc nhà họ Ngô đều đã bị khống chế. Chủ soái hãy ra chỉ thị bước tiếp theo. Nghe thế, tiêu chính văn hời hợt gật đầu. Mà Ngô Long Dũng đứng một bên đã hoàn toàn ngây người. Cái gì? Nam Thục bị khống chế? Sở chỉ huy quân đội Nam Thục, sơn trang nhà họ Ngô, tổng cục thanh tra Nam Thục và các các sản nghiệp đều đã bị khống chế. Chuyện, chuyện này không thể nào. Quá hoang đường. Lúc này còn chưa đến 10 phút mà cả Nam Thục đã bị người Bắc Lương khống chế. Trước nay chưa từng thấy khả năng tác chiến này. Lúc này Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Ngô Long Dũng ngơ ngác nãy giờ sau đó anh cất bước đi đến đạp vào ngực Ngô Long Dũng khiến ông ta bị đẩy ra xa 4-5 mét, đập người vào một đám binh lính. Ông ta ngã xuống đất, tay ôm ngực, nôn ra máu, một lúc lâu sau mới có thể bỏ dậy được. Ngô Long Dũng, bây giờ ông còn muốn giết tôi nữa hay không? Tiêu chính văn đứng đó lạnh lùng nhìn Ngô Long Dũng đang quỷ dưới đất, tay ôm ngực, liên tục nôn ra máu. Lúc này Ngô Long Dũng sợ thật rồi, cả người đều run như cầy sấy ông ta vội vã quỳ xuống nói với tiêu chính văn chủ soái tiêu tha mạng mà tướng không dám nữa xin chủ soái tiêu rộng lượng tha cho tôi cũng như cho nhà họ ngô một con đường sống chỉ cần chủ soái tiêu dơ cao đánh khẽ sau này nhà họ ngô ở nam thuộc sẽ nghe theo mọi lời của chủ soái tiêu ngô long dũng tôi thay mặt nhà họ ngô cả đời này làm cánh tay trái của cậu suốt lời ngô long dũng dập đầu xuống tiêu chính văn lạnh lùng nhìn ngô long dũng sau đó anh bước đến một bước đạp lên đầu ngô long dũng làm mặt ông ta áp sát xuống đất sau đó anh tức giận nói ngô long dũng đắc tội với cấp trên lợi dụng binh quyền đã là tội chết mà nhà họ ngô ông còn tuyên bố thẳng thừng đã nắm giữ huyết mạch kinh tế và quân khu của cả nam thục chỉ riêng điều này thôi là không thể tha rồi con trai ông bị tôi giết chết đó là do hắn tự chuốc lấy cưỡng bức dân lành làm vô số chuyện xấu tự thành lập câu lạc bộ ngầm riêng những chuyện này đủ để bắn chết hắn 800 lần. Còn Ngô Long Dũng ông là tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội Nam Thục nhưng không quản chặt con trai mình, ngược lại nuông chiều hắn hết mức, dung túng hắn khinh thường người khác, xem thường luật pháp. Mọi chuyện đều là tội của nhà họ Ngô ông. Hôm nay tôi phải khiến nhà họ Ngô ông biến mất khỏi đất Nam Thục, ông có lời chăn chối nào không? Nghe anh nói thế, Ngô Long Dũng khiếp sợ run rẩy cả người lúc này ông ta còn dám để lại lời chăn chối gì nữa đây? Chủ soái tiêu, cầu xin cậu tha cho nhà họ ngô, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, cậu muốn giết muốn làm gì tôi cũng nghe theo cậu, chỉ xin cậu tha cho nhà họ ngô. Ngô Long Dũng biết mình khó thoát khỏi đường chết nên liên tục cầu xin tiêu chính văn. Lúc này Lý Cao Thành cũng đi đến ghé sát vào tai tiêu chính văn nói, chủ soái tiêu, thứ cho tôi nói một câu, nhà họ ngô rất quan trọng với nam thục, nếu phải hủy diệt nhà họ Ngô thật thì tình thế ở Nam Thục chắc chắn sẽ thay đổi. Thế nên mà tướng đề nghị vẫn nên giữ nhà họ Ngô lại, tìm một gia tộc mới thay thế nhà họ Ngô rồi dần dần thu hồi lại quyền thế của nhà họ Ngô, hoàn thành quá trình chuyển giao suôn sẻ. Nghe ông ta nói vậy, Tiêu Chính văn cau mày. Suy nghĩ một lát rồi nói, ông nói không sai sau đó tiêu chính văn hỏi liễu thanh và đám người nhà họ sư nhà họ sư có đồng ý thay thế nhà họ ngô trở thành người nắm quyền ở nam thục không nhà họ sư ngơ ngác sư song song hoảng sợ và nghi ngờ nhìn tiêu chính văn còn kéo cánh tay liễu thanh liễu thanh cũng hoàn hồn lại lúc nãy anh ta đang kinh ngạc bởi thân phận và cách làm việc như sấm rền của tiêu chính văn gần như chỉ ngay sau đó liễu thanh dẫn người nhà họ sư quỳ xuống nói chủ soái tiêu Nhà họ sư tôi đồng ý thay thế nhà họ Ngô quản lý Nam Thục thật tốt. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Ngô Long Dũng trên dưới đất nói. Vậy được, kể từ ngày hôm nay quyền lợi của nhà họ Ngô sẽ chuyển qua cho nhà họ sư. Tôi chỉ cho ông một tuần, trong vòng một tuần 10.000 quân của tôi sẽ chấn giữ Nam Thục. Sau một tuần, nếu nhà họ Ngô vẫn chưa chuyển giao xong thì binh lính của tôi sẽ đích thân lấy lại. Vâng, vâng, tôi xin nhận lệnh lúc này Ngô Long Dũng đã mất đi ý định phản kháng. Chống lại vua Bắc Lương thì chỉ có chết. Sau đó Tiêu Chính Văn xoay người lại nhìn Liễu Thanh và người nhà họ sư đã đứng lên nói, nhà họ sư tiếp quản Nam Thục nhất định phải làm hết chức trách của mình, một lòng vì dân, không được có bất kỳ hành vi vượt quá quyền hạn. Tôi sẽ bảo 3.000 binh lính Bắc Lương lại canh giữ sở chỉ huy quân đội Nam Thục, hễ nhà họ sư có bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào thì ba 000 binh lính của tôi sẽ lập tức khống chế nhà họ sư, tiếp quản nam thục, các người đã rõ chưa? Liễu Thanh và đám người sư song song cúi người gật đầu đáp, vâng, mọi chuyện nghe theo lời dặn của chủ soái. Sau đó tiêu chính văn vung tay, lòng nhất dẫn ngô lòng dũng ra ngoài. Kết cục của ông ta đã định sẵn là cả đời này phải trải qua trong phòng giam. Đến giờ tình hình ở Nam Thục đã thay đổi sau khi nói vài lời với Tiêu Chính Văn, Lý Cao Thành, Đồng Trấn Hải và Chu Diệu Sinh cũng nhanh chóng rời khỏi nhà họ sư. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng ở sân sau nhà họ sư. Sau khi Trấn An sư song song, Liễu Thanh đi đến phía sau Tiêu Chính Văn quỳ xuống nói, hôm nay đã tạ ơn cứu mạng của chủ soái Tiêu, Liễu Thanh tôi không có gì để báo đáp. Nói xong, Liễu Thanh dập đầu xuống, đầu áp sát đất. Tiêu Chính Văn xoay người lại nhìn Liễu Thanh nói, đứng lên đi, anh có biết tại sao tôi lại tin anh không? Liễu Thanh cao máy, lắc đầu, tôi không biết. Tiêu Chính Văn nhìn Liễu Thanh đánh giá nhíu mày nói, bởi vì một người. Liễu Thanh khẽ cười, mong chủ soái Tiêu nói rõ. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Liễu Thanh, sau đó phóng con dao năm cạnh quân đội về phía ngực Liễu Thanh ngay lúc đó, Liễu Thanh bỗng lui về sau mười mấy mét. Mà con dao quân đội năm cạnh cũng xuyên qua một cây cột ở một bên thấy thế tiêu chính văn bật cười lớn tiếng, ha ha ha, quả nhiên. Thảo nào ông nội muốn tôi đến tìm anh, anh vẫn luôn che giấu, thực lực của anh ít nhất cũng phải 6 sao. chương 899, thực lực của Khương Vi Nhan tăng mạnh. Liễu Thanh cao mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn tiêu chính văn, nói anh phát hiện ra từ lúc nào. Tiêu chính văn thu con giao quân đội năm cạnh lại, hẳn nhiên nhìn liễu thanh nói từ khoảnh khắc tôi giết chết hai chiến thần là tôi đã phát hiện ra rồi nghe vậy liễu thanh hít sâu vào một hơi ngẩng đầu nhìn trời nói khẩn cầu chủ soái tiêu đừng nói chuyện này ra ngoài tiêu chính văn hoài nghi hỏi ngược lại tôi có một chuyện không thể hiểu nổi tại sao anh có thực lực mạnh như vậy mà vẫn phải cúi mình trước người khác theo lý mà nói với thực lực này của anh dù có là cả nhà họ ngô ở nam thục thì cũng đều không phải đối thủ của anh Nghe tới đây, Liễu Thanh trầm mặc trong chốc lát rồi quay người nhìn sư song song đang chăm sóc bố mẹ trong phòng khách, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, nói: "Bởi vì vợ của tôi, tôi không muốn cô ấy bị kéo vào trong cuộc phân tranh vô cớ." Mặc dù thực lực của tôi rất mạnh, thế nhưng cô ấy lại chỉ là một người bình thường. Tôi có thể không sợ bất cứ ai, nhưng tôi lại sợ cô ấy bị thương, sợ mất đi cô ấy. Nghe vậy, tiêu chính văn cũng nhìn về phía bóng lưng đang bận rộn của sư song song bất giác nghĩ tới khương vi nhan lựa chọn của liễu thanh rất giống với anh khi trước vì vợ của mình mà cam tâm tình nguyện từ bỏ một số thứ anh với tôi đều là kiểu người giống nhau nhưng điều tôi muốn nói với anh là một mực nhẫn nhịn ngược lại sẽ khiến cho mọi chuyện ngày một trở nên tệ hại hơn giống như ngô khắc dũng hôm nay nếu như anh thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ thì tôi tin rằng nhà họ ngô cũng sẽ không dám áp chế và sỉ nhục nhà họ sư như vậy nữa tiêu chính văn nói liễu thanh nghe tới đây thì nhướng mày trầm mặc trong chốc lát sau đó hít sâu vào một hơi đáp tôi đã hiểu rồi tiếp đó liễu thanh quay đầu nhìn tiêu chính văn rồi hỏi chủ soái tiêu không biết anh tới tìm tôi là có chuyện gì vậy tiêu chính văn nghiêm túc nhìn đối phương nói tôi muốn anh trở thành cánh tay đắc lực của mình nghe vậy liễu thanh nhíu mày khuôn mặt đanh lại nhìn tiêu chính văn nói chủ soái tiêu anh nói gì cơ tiêu chính văn cười bình thản nói tôi đã nhìn chúng thực lực và cả nhân phẩm của anh nữa chủ soái tôi muốn thu nạp anh trở thành phó tướng của mình cùng tôi dẹp tan sự uy hiếp của bốn gia tộc lớn đối với hoa quốc nghe thấy lời này liễu thanh nhất thời không có phản ứng gì anh ta trầm mặc trong chốc lát, sau đó chắp tay khom lưng nói: chủ soái tiêu, tôi nhất thời không thể hiểu được nên chưa thể đưa ra quyết định, vẫn mong chủ soái tiêu cho tôi được suy nghĩ vài ngày. lời tiêu chính văn nói không khỏi khiến anh ta quá mức chấn động. liễu thanh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày bản thân được vua bắc lương xem trọng, thu nạp mình về dưới trướng. tiêu chính văn nhìn liễu thanh, nói: được, tôi cho anh thời gian ba ngày, sau ba ngày, tôi sẽ rời khỏi thục địa nếu như ba ngày sau anh vẫn chưa tới tìm tôi thì tôi sẽ xem như anh đã từ bỏ. Có điều, anh không cần phải lo lắng, dù anh không trở thành thuộc hạ của tôi thì tôi vẫn muốn kết bạn với anh như cũ. Sau này, có bất cứ khó khăn hay điều gì cần trợ giúp thì cứ liên hệ với tôi. Nói xong. Tiêu chính văn để lại phương thức liên lạc cho Liễu Thanh, đồng thời rời khỏi nhà họ sư để trở về Tây Thục. Liễu Thanh nhìn bóng lưng đang bước ra khỏi sân nhà họ sư của tiêu chính văn, trong lòng vô cùng phức tạp và do dự mà vào lúc này sư song song bước tới đứng bên cạnh liễu thanh nhìn anh ta nói chồng à sao vậy liễu thanh quay đầu mỉm cười dịu dàng nói không có gì đâu sau khi tiêu chính văn trở về khách sạn khương vi nhan cũng tiến lên đón anh với vẻ mặt ngập tràn vẻ lo lắng và sốt ruột chồng à anh vừa đi đâu thế em lo cho anh chết mất thôi khương vi nhan nói gương mặt nhỏ bé đầy ấm ức tiêu chính văn véo gương mặt nhỏ bé của khương vi nhan nói đi giải quyết chút chuyện thôi sao thế cơ thể em đã tốt hơn chút nào chưa khương vi nhan gật đầu nói tốt hơn rất nhiều rồi đúng rồi chồng à em có cảm giác hình như thực lực của mình đã tiến bộ lên không ít rồi vậy sao để anh xem nào tiêu chính văn nói dẫn khương vi nhan đi đến một bãi cỏ trong khách sạn sau đó khương vi nhan hít sâu vào một hơi phô diễn thực lực của bản thân trên bãi cỏ. Động tác nhanh chóng, thực lực cường đại, trong cơ thể có một luồng năng lượng dồi dào. Mặc dù vẫn chưa thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, thế nhưng thực lực hiện giờ của Khương Vi Nhan đã vượt qua cảnh giới quân vương, đạt đến thực lực chiến thần một sao. Điều này cũng khiến cho Tiêu Chính Văn vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tiến bộ này quá nhanh rồi. Ngay cả anh cũng không khỏi cảm thán vợ của mình thật đúng là yêu quái trong đám quái vật. Nếu như Khương Vi Nhan tiêu hóa toàn bộ năng lượng trong cơ thể của cô thì ít nhất có thể đạt tới thực lực chiến thần địa cấp 3 sao. Trông à, sao rồi? Khương Vi Nhan bước tới, thở hổn hển, rất căng thẳng và mong đợi nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn ôm trầm lấy cô, vui vẻ hôn vài cái lên trên gương mặt trắng nõn của cô, nói, vợ ơi, em đúng là đỉnh của chóp, bây giờ em đã là một cường giả chiến thần rồi. Sau này nếu như người ở dưới mức chiến thần huyền cấp 2 sao dám bắt nạt em thì em hoàn toàn có thể tự mình ra tay được rồi. Thật, thật vậy sao? Khương Vi Nhan cũng hoàn toàn kinh ngạc, còn có đôi chút không dám tin vào bản thân. Từ trước tới nay, cô vẫn chưa một lần được thực chiến, vậy nên cô không quá tin tưởng vào thực lực của chính mình. Dù cho thường ngày luyện tập cùng với Tiêu Chính Văn thì cô cũng không thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Tiêu Chính Văn gật đầu, Nói thật đấy, anh tập luyện với em." Nói xong, Tiêu Chính Văn buông Khương Vi Nhan ra, hai người cùng nhau luyện tập trên bãi cỏ. Đêm đến, Khương Vi Nhan vừa mới chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chính Văn ngồi trong phòng khách, lật dở mấy mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn thư lục ra, lại tiếp tục nghiên cứu. Anh muốn xem bên trong những mảnh giấy cũ liên quan đến y thuật này liệu có cách gì có thể dẫn dắt cho sức mạnh bên trong cơ thể Khương Vi Nhan được bộc lộ hết ra hay không xem mãi một lúc lâu, tiêu chính văn thật sự đã phát hiện ra một phương pháp. Thế nhưng, phương pháp này chỉ ghi chép một nửa, phần còn lại có lẽ đang ở trong những mảnh giấy cũ khác. Nghĩ vậy, tiêu chính văn cao mày thầm nhủ, những mảnh giấy cũ còn lại đều nằm trong tay ba gia tộc lớn kia, đã đến lúc phải đòi lại rồi. Thế nhưng, đúng vào lúc này, tiêu chính văn nhướng mày, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh trong hành lang bên ngoài cửa vừa xuất hiện vài luồng hơi thở của những kẻ có thực lực không hề thấp Khóe miệng tiêu chính văn khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng nói xem ra tây thuộc này cũng không yên bình cho lắm nhỉ mà cùng lúc đó bên ngoài hành lang tầng này của khách sạn năm bóng người mặc đồ màu đen lần mò trong bóng đêm cẩn thận đi tới trước cửa căn phòng của tiêu chính văn và khương vi nhan năm người này đều bịt kín mặt chỉ để lộ ra năm đôi mắt ngập tràn sát khí và vẻ hung hãn. Năm người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt rút ra những con dao găm lóe lên ánh sáng sắc lạnh từ bên hông. Hai người canh tại cửa, một người ngồi xổm khẽ khàng dùng dao găm cậy cửa vào. Hai người còn lại thì đứng sau lưng người này, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thế nhưng, vào lúc mà con dao găm của người đó chuẩn bị cậy cửa ra, thì có một sức lực bùng nổ truyền tới từ phía sau cửa. Dầm một tiếng, cả cánh cửa đều nát vụn. Nắm đấm mạnh mẽ đánh cho tên sát thủ định cậy cửa bắn ra xa hơn một mét, và mạnh vào bức tường phía sau lưng, khiến bức tường nứt ra tạo thành một vết lõm lớn. Hắn cũng đồng thời lăn ra xa mười mấy mét, nôn ra mấy ngụm máu tươi, ngã lên trên mặt đất, chết không kịp ngáp. Bốn sát thủ còn lại trợn mắt nhìn bóng người ngập tràn sát khí đang đứng trước cửa, đột nhiên sợ hãi tới mức đờ đấn. Giết! Cũng chỉ trong nháy mắt, bốn sát thủ lập tức xông về phía tiêu chính văn. chương 900, 150.000 quân bên ngoài biên giới. Tiêu chính văn nhướng mày, cười lạnh lùng nói, muốn chết à. Anh ra tay chỉ trong nháy mắt. Bộp bộp vài tiếng, bốn sát thủ đều bị đánh văng ra xa. Ngực chúng đều vỡ nát, miệng nôn ra máu, ngã lăn trên đất chết cứng ngắc. Chỉ có duy nhất một tên vẫn còn thở thoi thóp, tiêu chính văn đã nương tay với hắn anh đứng từ trên cao liếc xuống, nhìn tên sát thủ đang nằm trên sàn, tay ôm lấy ngực và không ngừng nôn ra máu, lạnh lùng hỏi, nói đi, ai bảo mấy người tới đây? Tên sát thủ đó nhìn tiêu chính văn bằng ánh mắt kinh sợ, cả người không ngừng run lẩy bẩy, khó khăn dịch người ra phía sau, hô lên, đừng, xin đừng giết tôi, tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả. Chúng tôi là nội ứng của nhà họ ngô ở Nam Thục, nhiệm vụ mà chúng tôi nhận được là giết chết anh. Nhà họ Ngô ở Nam Thục. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn nhướng mày, sắc mặt ngập tràn lửa giận. Không ngờ nhà họ Ngô này lại vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm hung ác. Nhà họ Ngô ở Nam Thục, tốt lắm, bản soái đã tha cho chúng một con đường sống, mà bọn chúng lại không biết tốt xấu, nếu đã như thế, vậy thì nhà họ Ngô không cần thiết phải tồn tại thêm nữa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt ngập tràn sát khí. Tên sát thủ đó nhìn thấy sát khí trên người tiêu chính văn thì kinh sợ không thôi, lên tiếng van xin, đại ca, xin anh tha cho tôi, tôi. Thế nhưng, hắn vẫn còn chưa nói xong, con dao quân đội nằm cạnh trong tay tiêu chính văn đã lao mạnh tới, cắm thẳng vào trong tim hắn, giết chết hắn ngay tại chỗ. Mà lúc này, Khương Vi Nhan bước ra từ phía cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt lại, rõ ràng hơi khó để tiếp nhận tiêu chính văn quay người lại nhìn khương vi nhan rồi nói sau này em phải tập làm quen với mấy thứ này thôi khương vi nhan hiểu ý câu nói này của tiêu chính văn cô gật đầu đè nén cảm giác kinh hoàng và sợ hãi trong lòng tiêu chính văn thở dài anh cũng không muốn để cho khương vi nhan nhìn thấy hoặc trải qua mấy chuyện này thế nhưng tình thế hiện giờ vô cùng rắc rối mối nguy hiểm ẩn nấp ở khắp mọi nơi tiêu chính văn không thể ở bên cạnh khương vi nhan cả ngày được vậy nên khương vi nhan buộc phải có đủ sự mạnh mẽ buộc phải có nội tâm cứng rắn mới được chuyện này cũng cần tiêu chính văn phải không ngừng huấn luyện cô xem ra phải tìm cơ hội cho khương vi nhan tới bắc lương huấn luyện một thời gian để cho cô thật sự cảm nhận được sự tàn khốc của chiến trận đương nhiên đây cũng chỉ là một kế hoạch của tiêu chính văn tới đường cùng mới buộc phải làm như thế anh cũng không muốn khương vi nhan ra tiền tuyến trải nghiệm những cuộc chiến tranh sinh tử tàn khốc đó sau khi thuê một căn phòng khác tiêu chính văn gọi điện thoại cho long nhất lúc này long nhất đang ở sở chỉ huy quân đội nam thục long nhất nhận được điện thoại của tiêu chính văn thì cung kính hỏi chủ soái anh có gì dặn dò sao lập tức điều quân bao vây nhà họ ngô tịch thu hết toàn bộ tài sản không được bỏ qua cho bất cứ kẻ nào trong nhà họ ngô Tiêu chính văn lạnh lùng nói, ngữ khí mang theo lửa giận mút trời. Nhà họ ngô đang tự tìm đường chết. Nghe vậy, Long Nhất đáp, gió. Sau đó, Long Nhất cúp điện thoại rồi lập tức ra khỏi sở chỉ huy quân đội Nam Thục, ra lệnh cho phó tướng bên cạnh mình, điều 5.000 binh lính tới bao vây nhà họ ngô. Những người còn lại tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình, khống chế hết toàn bộ công ty và sản nghiệp của nhà họ ngô. Gió thưa tướng quân phó tướng đó lập tức hô lên. Sau đó, 5.000 binh lính Bắc Lương hùng dũng ngoài vệ, khí thế bừng bừng tiến thẳng tới nhà họ Ngô. Lúc này, trong phòng khách sơn trang nhà họ Ngô, vào buổi chiều, binh lính Bắc Lương đã đến đây. Vậy nên lúc này, người nhà họ Ngô đều ngồi bên trong phòng khách, vẻ mặt u ám và nghiêm trọng. Ngồi ở vị trí chính giữa là ông hai nhà họ Ngô người đã bị cách chức. Ông ta bừng bừng lửa giận, Ánh mắt nham hiểm giống như sắp ăn thịt người tới nơi. Tiếp ngay đó, một tên thuộc hạ lao vào bên trong, quỳ trên mặt đất rồi hô lên, "Ông hai, năm người anh em mà chúng ta cử đi đều bị mất liên lạc, có lẽ nhiệm vụ đã thất bại rồi. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Vua Bắc Lương đó nhất định đã biết là do nhà họ Ngô chúng ta ra tay rồi." Nghe vậy, đám người nhà họ Ngô đang ngồi bên trong đều tỏ ra hoang mang. "Cái gì?" thất bại rồi ư, tiêu rồi, tiêu rồi, nhà họ ngô chúng ta thật sự sắp tiêu đời rồi. Ông hai, bây giờ biết tính thế nào đây? Vua Bắc Lương sẽ không điều quân tới vây quét sơn trang nhà họ ngô của chúng ta chứ? Ông hai, hay là, chúng ta tới chịu đòn nhận tội đi? Đám người ồn ào ầm ý nói không ngừng nghỉ. Ông hai nhà họ ngô phẫn nộ đập xuống tay vịt, gầm lên cầm hết mồm lại cho tôi nhà họ Ngô sẽ không chịu khuất phục bất cứ kẻ nào hết. Dù cho hắn là vua Bắc Lương thì cũng không được, chúng ta thà chết chứ nhất định không thể chuốc nhục vào thân. Mọi người nghe vậy thì trở nên hoang mang. Ông hai, rốt cuộc ông muốn làm gì? Đó là vua Bắc Lương đấy, cả Nam thuộc hiện có tới 100.000 quân Bắc Lương. Cậu ta ra lệnh một tiếng, chẳng lẽ lại không đủ để san bằng cả Nam thuộc hay sao? Đúng đó ông hai nhà họ ngô chúng ta đấu không lại đâu. Ông hai, ông phải lên tiếng đi chứ, ông có dự định gì vậy? Ông thật sự muốn đối đầu với vua Bắc Lương đó sao? Rõ ràng chúng ta chỉ đang lấy trứng trọi đá mà thôi. Đối diện với vô số cái miệng nói không ngừng nghỉ của mọi người, sắc mặt của ông hai nhà họ ngô trở nên u ám, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, nói mấy người đã quên mất nơi này ở gần đâu sao? Nơi này là biên cương của hoa hạ, từ Nam thuộc đi thêm 50 cây số nữa chính là biên giới. Nhà họ Ngô chúng ta có quan hệ hợp tác với ba nước bên ngoài biên giới. Vào ban ngày, tôi đã liên hệ với ba vị tướng quân của ba nước bên ngoài biên giới kia rồi. Bọn họ nói sẽ cử 150.000 binh lính gấp rút tới tiếp viện cho nhà họ Ngô chúng ta. Hơn nữa ba nước sẽ phái cường giả tinh nhuệ tới, đều là siêu cường giả cấp chủ soái lần này nhất định phải khiến cho cái tên vua bắc lương kia phải bỏ mạng trên đất nam thục nghe tới đây đám người nhà họ ngô hoàn toàn sửng sốt ông hai ông làm như vậy thì nhà họ ngô không còn đường lui nữa đâu một người nhà họ ngô trong số đó tỏ ra hoang mang và kinh sợ mà ông hai nhà họ ngô lại đứng bật dậy rút súng từ bên hông ra bắn chết luôn tên đó trong nháy mắt cả phòng khách liền im lặng như tờ tất cả mọi người đều câm như hến, không dám mở miệng. Ngô Hổ Hải cũng phẫn nộ nhìn người đang nằm trên vũng máu kia, gào lên với đám người còn lại, ai dám có ý kiến nữa thì đều có kết cục giống như hắn ta. Nhà họ Ngô sớm đã không còn đường lui rồi, chỉ có liều chết một phen mới có thể vượt qua được bước đường cùng. Binh lực ba nước và cả các cường giả cấp chủ soái mới là chỗ dựa cuối cùng của chúng ta lời nói của ông ta giống như tiếng sấm làm chấn động cả sơn trang nhà họ ngô mà lúc này một tên thuộc hạ khác lao vào bên trong quỳ một gối trên mặt đất hớt ha hớt hải hô lên ông hai không hay rồi có một đoàn binh lực lớn đang tiến về phía sơn trang ngô hổ hải nghe vậy sát khí toát lên từ giữa hai bên chân mày nói đến đúng lúc lắm tập hợp tất cả mọi người bảo vệ sơn trang gió Tên thuộc hạ đó đáp lời, lập tức lao ra ngoài tập hợp một đám nội ứng do nhà họ ngô bồi dưỡng mấy năm nay. Có đến 5.000 người. Toàn bộ đều được trang bị vũ khí, lúc này đang xếp hàng cả bên trong lẫn bên ngoài sơn trang nhà họ ngô. Cùng lúc này, ngô hổ hải rút điện thoại ra, ấn một số điện thoại, cung kính lên tiếng hỏi tướng quân Richardson. Là tôi, ngô hổ hải. Không biết quân của mấy người hiện đã đi tới đâu rồi đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói thô kệch ông ngô một trăm năm mươi đại quân của chúng tôi vẫn còn cách nam thuộc 10 km nữa tốt quá rồi tướng quân richardson mấy người nhất định phải nhanh lên quân bắc lương đã đến sơn trang nhà họ ngô chúng tôi rồi bên trong thành có tổng cộng một trăm quân bắc lương lần này nhất định phải diệt hết toàn bộ đám quân bắc lương này ngô hổ hải lạnh lùng nói audio điện tử võ tấn bền hết tập 45